Somus, Valamas, Somus, Somus, Valamas, Somus, Somus, Somus. Omus, 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 Omus,
Cái gì mà toàn nghệ sĩ nhân dân với nghệ sĩ ưu tú thế này? Kèo này để lớp thể hiện á. Ui giời sao lại tu ti thay nam sâu cứu? Hỏi vơ xem. Đấy, làm gì có thay người. Nói chung là 1:30 rồi chưa thấy bên phía đội bạn vào, tôi cứ ngồi chờ đã anh em ạ. Lên kênh sớm tối đi bình luận kèo tối. Chào Trịnh Hùng nhá. Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực đấy à? Mạnh Duồi ơi, đi mua nước đi em. Chị Vân gọi không nghe. Đây đưa tiền cho. Đi đi. Đây rồi phát cho mỗi ông 20 luôn đây này. Hai người loạn xạ lên nhỉ. Tu ti vào bên mình lại thành khe. Lâu quá anh em ơi. Ơ Mạnh ơi, bên vé còn cây không? Bên vé còn cây không? Lâu thế. Tu ti thay nam sâu kêu. Để em thấy là còn dễ thở hơn. Tu sở ti anh em ạ. Tu ti thay nam sâu kêu.
Và như vậy là chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên ở trong xe đấu đầu tiên kèo 4-4 random giữa team AE Sparta và Liên Quân Vec. Đội tổng quân cho buổi chiều ngày hôm nay thì bên phía team AE Sparta gồm có 4 game thủ, đó chính là game thủ Mạnh Hào, game thủ Thành Lắc, game thủ Chị Tám và game thủ Ốc Châu Anh Huy. Trong đó bên phía team Liên Quân Vec gồm có game thủ đó là Vên Lớp, game thủ Chim Mang, Tuti và game thủ Văn Nhất. Và ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên ở trong xe đấu đầu tiên ngay sau đây thôi. Tỷ số hiện tại đang là không đều nha anh em. Và trận đấu đầu tiên chuẩn bị diễn ra rồi. Trái NX8 chào anh Lê Quân. Chào tất cả mọi người đang có mặt trên fanpage game thủ Thành Lắc buổi chiều ngày hôm nay. Yes. Bù với hòa thân, ok. Yes. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi. Này im ăn thế, kệ tôi thích im đây. Có hải value ở dưới không? Có đây! Vấn đề gì không? Khó chịu thật. Cười à? Vâng, thích cười à? Bế ngay ông bên lớp ta đầu hộ tôi cái. Và ta sẽ với trận đấu đầu tiên, bên lớp được hỏi có Mario ở dưới không? Ban luôn nhá, ê zip luôn nhá. Vâng, báo về đội bạn bình thường thôi, quýt! Và bên mình lại hai Greg anh em ạ, đầu mẹ. Rồi như vậy Mạnh Hào là người được cầm Greg, anh Huy cầm Greg, Thành Lắc là người được cầm Pan và 98 cầm Egypt. Bên phía đối phương có anh thủ Velop là người được cầm Zom, Tu Sati là người được cầm Cho Son, có Tu Văn Nhất là người được cầm Egypt và một con Babylon trong tay thủ Simang. Baby Egypt Cho Son Zom đối đầu với Greg Pan Egypt, quân đánh giá là cân ở trận đấu đầu tiên thì sẽ đấu đầu tiên. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang xem nha, hello mọi người. Rồi đây là bài quả đầu dành cho bài Pan của game thủ Thành Lắc ở trận đấu này. Bài Pan quả đầu 6 cây một bầy hiêu đây rồi. Chúng ta có mắt máy của game thủ U98, một bài cầm Egypt, quả đầu hơi xa nhưng nó là quả 7 và có voi. Và đây là mắt máy của game thủ Anh Huy, à xin lỗi đây là Mạnh Hào. Mạnh Hào cầm Greg, cũng quả hơi xa và cuối cùng là mắt máy của Anh Huy. Ngày hôm nay thì vị trí quan trọng nhất của chúng ta đó chính là vị trí game thủ Anh Huy. Liệu có ốc trô hay không thôi. Bạn ngại mỗi vị trí này, Thành Lắc thấy e hèm là liên tục rồi. Bài của Huy thì đã có quả phụ ở bầy hiệu đầu và bắt đầu quay sang báo đồng đội im mồm rồi. Rất lao. Đang khá là tự tin một bài sẽ dâng lời với U98 với anh Huy. Mạnh Hào dâng lời vào trong cánh đánh, Thành Lắc bổ của mình một cánh và xem check 12 giờ kẹp xong hay không chấm hết. Đó sẽ là chiến thuật chúng ta ở trong trận đấu này và đương nhiên là 98 sẽ đẩy lên đánh cung rồi. 3 chém 1 cung. Đội bạn thì hoàn toàn có thể đánh 2 cung 2 chém với Văn Nhất với Simang cầm Baby với Egypt. Nhưng mình nghĩ rằng đội bạn sẽ thi triển cái chiến thuật 2 cung 2 chém này nhiều hơn. Bởi vì cái thủ Văn Nhất cầm Egypt thì là một game thủ có khả năng cầm cung không được tốt. Nó giống như anh Huy trong team chúng ta cầm cung vậy. Rồi, một bài hiệu 4 con được Huy đưa về một bãi quả đầu, một bãi quả phụ. Lỗ đầu cũng khá là gần ở trận đấu này. Cái gì? Quả phụ ở ngay sau bầy hiệu ngáo à? Và anh Huy báo về là chưa có quả phụ chết rồi, anh Hào lập lời thề ngay anh Hào ơi. Ôi đội bạn nhanh dân thế nhở, bên mình toàn chậm dân đấy. Vì đang soi tham thêm đầu. Và đeo mặt máy của cái thủ Thành Lắc. Còn Pan này liệu đột biến hay không? Bởi hiệu đầu 6 con sẽ được anh đưa về giải trí cho mình. Đang cắm cờ dân đi dò vòng nữa. Và đấu được cầm 3 Miran. Bơ cấu bầy hiệu này thôi. Rồi đưa hiệu về. Đủ luôn, không nói nhiều. Rồi. Thì vậy là bầy hiệu đầu đã nằm tại nhà chính của bài Pan. Đến từ cái thủ Thành Lắc. Nên trả thực rồi cắm cờn dân đi dò tiếp. Mới chỉ có một bầy hiệu đầu thôi và chưa có thêm voi cũng như là quả phụ để bài Pan có thể khai thác và thi triển lối chém ở cánh này. Chim trắng mồ côi kìa, sau cái rừng thông này liệu có quả phụ không? Đấy, cắm cờ sau cái rừng thông này. Và như vậy anh em đang kêu về gặp rất nhiều sư tử ngay trận thiếu đầu tiên. Có vẻ như trận đầu thì game thủ ta đang có hiện tượng là oẳng dân khá nhiều anh em ạ. Đây theo vị trí đóng chiếc bé đầu đến từ cái thủ Thành Lắc. Đây là đầu dành cho anh. Bắt đầu được cầm bàn, có voi có hiệu.
À, có bảy hiệu này gần rừng, có thể đóng hết nhân đôi này rồi. Hết đầu hoàn toàn thể nhân đôi lên thành lắc. Ở đây là một đôi voi, như vậy là đủ đô. Với bài ban này. Một tơn câu đôi voi lên thành lắc. Nhưng một con nó sẽ đứng lại, còn con kia nó cứ đi cùng thôi. Rồi, hủy đi. 19 dẫn ban là một bài ổn rồi. Vâng, là cầu tiếp voi về đến từ cái thủ thành lắc. Bài đấu hai bầy hiệu hàn voi để ép đời. Huy với cả 98 đang tranh nhau voi ở bên kia. Rồi, đây là voi đầu tiên này thành lắc. Ý chết dần. Còn voi thứ hai. Sau bãi quả này thì không thấy quả phụ đâu. Lắm chuyện thật. Và 19/20 bắt đầu cắt dần đi ăn bầy hiệu để từ thành lắc. Ai có xe đò đẩy 12 giờ không? 8-0-2 với bài đấu được cầm Pyrian đến từ cái thủ thành lắc ở trận thiếu này. Để giải quyết đôi vòi rồi. Bên mình có bài nào khỏe không? Đang trên một dần gặp ngay đôi sư tử. Vâng, thêm một dần đến thành lắc. Ôi à, ăn hiệu trước đi, lên đời trong ăn quả. Rồi, như vậy là lên đời trong lực khỏe, mặc dù chết một dần trận này. Thêm một chiếc BS nữa. Đánh dần ra lùa nốt hiệu về. Lên chặt thêm gỗ vì bây giờ cũng chưa đóng BB. Anh vừa đóng một cái BS này, lượng gỗ sẽ khá là đói dành cho thành lắc. Đây BB dành cho anh, đương nhiên là sẽ chém đầu cánh rồi. Tiếp một dần lên đời còn nguyên lực bãi quả tí khung khung ở đây hết. Rất đáng tiếc là không có bãi vàng nào gần đây. Nếu như có vàng ở đây thì theo bài đấu ổn đến từ cái thủ thành lắc. Và thậm chí là bãi vàng của anh ở rất xa, không thấy vàng. Đây báo về lớp dâng lờ gần nhà lắc. Huy báo về lên đời bình thường thôi. Thành lắc tiếp một bài kiếm trong đầu 10. BL. Về lớp là người cầm Roman, chúng ta đang hết sức quan ngại vị trí về thủ về lớp. Lớp dâng lời cho người đầu cánh đến cung. Và về lớp ở đầu dâng lời vào nhà thành lắc luôn, gần nhà thành lắc. Đang đợi gỗ để thiết kế trên nhà BM anh em ạ. Có bài kích đời ở 11. Rất đáng tiếc là thành lắc trận này ép lỗi gỗ thì kích được 11. Và kích 11, 12 với 18 dân, 19 dân vàng trừ 1. Cơ cấu bãi gỗ mình thôi. Chào anh Phú Khánh nhá, chào anh em. Chào anh Dương Minh Đức ạ. Vâng, bị giò của game thủ về lớp chọc luôn khi mà chưa ăn được vàng. Rất đau. Anh sẽ mất 4 dân ăn vàng giờ này. Đau quá. Do công giáp, bài pan này không ăn được vàng rồi. Rất đau. Cái bên kia thì Huy đang đấu với ai? Và mạnh áo dân lò đây thăm 25. Và đây là anh Huy thăm 26. Thành lắc thì không ăn được vàng, nghe vẻ hơi phế ở đầu cánh rồi. Huy dân lò vẫn chưa biết gặp ai anh em ạ. Đã kéo dân đi ăn hoàng rồi. 98 bị ai chọc chưa? Và 98 bị màu 6, 2C cho son đầu cánh này. Và anh Huy đã phát hiện ra bài cho son này rồi. Đây là những cơ sở bo nhỏ đến từ cái thủ Tuti. Báo về là màu 8 đã lên đời. Đây là cái thủ về lớp. Huy đang không chọc được vào đây. 1L thôi. Vâng, ai có vàng bơm cho thành lắc 100 vàng đầu thì không là cả cái. Vâng, đây là máy cái thủ Mạnh Hào, anh đang chăn dân màu 8. Màu 5 kia rồi, màu 5 đó cái thủ Simun. Simun trận đấu này là người được cầm Baby. Còn bản chất thì chắc là ở đầu cánh thành lắc rồi. Vâng, mình kia bản chất ở đầu cánh thành lắc. Đây dân màu 8 của thủ về lớp đây. Thả vào những cơ sở ăn người cầm màu 5. Không được. Rất đáng tiếc đến từ cái thủ Mạnh Hào, xíu nữa đã ăn được bãi gỗ của người cầm màu 5 rồi. Vâng, tham lai là 28 dành cho người cầm gờ đấy, cái thủ Mạnh Hào. Đây dân ăn hoàng đối phương, nâng cấp bánh xe. Hào bài dâng lờ vào trong cánh đi bộ. Đây dân lấy thủ về lớp anh em ạ. Vâng, mới ăn được mấy dân đối phương thôi. Đây, 3 dân về lớp. Hào bị chọc luôn, về lớp có bánh xe luôn rồi. 5 dân về lớp ở đây. Đang định bú bãi quả này, nhưng Mạnh Hào đã người bú trước vào bo nhỏ rồi. Khả năng cao 1 năm đi dâng A ở trong trận thiếu này. Vâng, đang chữa Mạnh Hào, chữa bánh xe. Bảo vệ 1 năm đã bắt đầu bắn vào nhà của game thủ anh Huy. Màu 6 là game thủ Tuzi đang chém nhà của 98 vì đơn giản Tuzi ở đầu cánh. Rezip trong cánh thành lắc đấy. À, đầu cánh, xin lỗi nhầm. Đây, thành lắc với tham lai là 18. Đây rồi, bạn nhất là người được cầm Egypt trong trận thiếu này. Vâng, anh em đang cố gắng đi quả nhà cái thủ lên lớp. Thành lắc đã tìm một bãi vàng khác rồi.
Thầy Lắc cần phải chơi được Egypt trong trận đấu này, bài Egypt xấu lắm. Đã có vòng quân đi. Bài của bạn không khỏe đâu. Đợi thật cây gỗ này rồi lao vào nhà đối phương. Làm lại Thầy Lắc là 21. Bây giờ mới bắt đầu ăn được vàng để ra lại lạc đà. Thầy có nhiều lạc đà đấy, nguyên thủ Thầy Lắc trong trận đấu này. Vâng, thắp lủng rồi đấy. Bảo vệ màu 5 đi dâng ngay. Vâng, đây là Egypt với phía đội bạn. Sau khi đó đây là máy 98 đang bắn ra màu 6 phía đối phương. Nâng cái giáp 2 đi. 98 có thể nâng cái giáp 2 cho những đơn cơ vị khung gờ của Egypt. Và từ nhà anh Huy sang có màu 5 và có cả cái thủ bên lớp sang nhà 98. Thế rất nhiều quân đội bạn lao vào nhà 98 tơn này. Huy chưa bánh xe hả em? Vâng, đang bắt những con chém màu 8 của đối phương đến từ game thủ 98. Và bắt cả những đơn vị khung R người cầm màu 5 nữa. Một bài 98 cầm Egypt đang có vẻ ổn ở trận đấu này, nhưng đội bạn đang ốp. Trận này mình nghĩ 98 vẫn có thể đỡ được thôi. Bên lớp đang có vẻ không nhiều chém. Cả màu 6 vào luôn, 3 nhà ốp 98. Đông, không, bên lớp đông chém. Lùi lại em ơi. Bây giờ mới lên xong cái giáp 2. Bây giờ mới lên xong giáp 2 đấy, 98. Có ai có quân về cứu 98 tí không? Thank you.
Lo 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 lo, anh em nghe thấy mình nói gì chưa ạ? Đẩy nào được, pan khỏe mà. Anh em nghe rõ mình nói gì không nhở? Alo alo, vâng vừa rồi bị tuột mic anh em ạ. Lúc đầu thành lắc có đó lạc đà đâu. Anh em nghe thấy rõ chưa? Cảm ạ. Anh em nghe rõ chưa? Ok, hello anh em. Chị Tám không lên coi kênh anh em nhá. Vừa rồi mình bị tuột cái mic ra nên anh em thông cảm. Lúc đầu tưởng khoai, 2 gờ đếch tưởng khoai nhưng mà trận này đánh hay quá. Huy trận này là chém tỏa sáng như thế này. Trời ơi. Im mồm. Không còn những tên quên đông bánh xe nữa. Thành Lắc trận này không ăn được vàng nhưng mà vẫn chém cho Văn Nhất không ra được khỏi nhà là ghê rồi. Và chào 500 anh em nhá. Hello mọi người, anh em comment like xe nhiều lên nha. Hello mọi người, mình Hải Baro đây. Tối em bình luận trên page No 1 anh Ngọc Tân Phạm ơi. Tối bình luận trên page No 1, tối kèo xe. Hôm qua về quê nhưng mà nói chung là ở nhà có chút việc anh em ạ. Nên hôm qua mình nghỉ, mình không bình luận. Hải ơi cho anh số JB ạ. JB thì em không có số anh ơi. Bây giờ anh hỏi em số JB lấy đâu ra. JB nghỉ bình luận em không có số nó từ khi nó còn bình luận. Roman đến từ cái thủ 98 này. Xem Egypt Baby Mark là quân đội bạn. Xem Egypt Baby Mark. Trong đó chúng ta là 2 phô, 1 rô, 1 xăm. Quân này tôi đánh giá được cân. Mạnh Hào ở trận đấu này là người được cầm phô này. Chúng ta có cầu thủ Anh Huy là người được cầm phô nữa. Và U98 là người được cầm rôm và một con Sumo của Thành Lắc. Bên kia thì có cầu thủ Vên Lớp là người được cầm Marke. Và Tuti là người được cầm Babylon. Văn Nhất là người được cầm Egypt và có một con Seang cho vai cầu thủ Xi Măng. Như vậy đội bạn có Seang và Marke là hai loại quân mà khiến chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Xe thì nó có khả năng đột biến rồi và Maxe nó có tình huống dummy sẽ khiến chúng ta gặp rất nhiều vất vả.
Và xe trong tay game thủ chi măng. Còn Maxe lại trong tay game thủ bên lớp. Đây là Roman game thủ chi 8. Thông tin bảo vệ là game thủ anh Huy bài Mắc Binh. Bài cầm Phu Asian ở đầu cánh. Thì quả đầu 7 cây rồi không biết là có gì Mắc Binh. Và một bầy hiêu, một đôi voi đến từ game thủ anh Huy. Bài nào và Thành Lắc đây, bài cầm Super. Thành Lắc đang bảo chim sẻ đang không được sờ vào ghế ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của anh. Và đeo mặt máy của game thủ 98 cầm Roman và game thủ Mạnh Hào trận này là được cầm phô. Như vậy chúng ta có hai phô đẩy ra đầu cánh. Thành Lắc trận này sẽ được đánh cung rồi. Cung rồi Super. Quan trọng anh có thế hay không thôi. Rồi bạn lại có Max C nên là Thành Lắc mà đánh cung thì nghe hơi fail. Và lùa hiệu về thôi. Đang đi dò. Có hiệu thêm vòi nữa. Như vậy là một bầy hiệu, một con voi, bài phô này cái thủ Mạnh Hào. Trận này liệu Mạnh Hào có đánh cung không? Chúng ta lại phải có cung A để khắc chế lại con Max C cái thủ bên lớp cơ. Thế mới đau đầu. Vâng, như vậy là Thành Lắc muốn đi dâng A trận đấu này hay là đánh tất cả cùng bỏ nhà anh ơi. Chiến thuật đi. Dâng lên được, kiểu đánh công hết lên. Mạnh Hào đánh chém ở đầu cánh cầm phô này là cũng khỏe rồi. Huy đánh chém đầu cánh cầm phô cũng khỏe rồi. Huy đánh cung cái gì? Huy đánh cung á? Huy đánh cung 98 dâng L, bài Huy thì... Huy đánh chém thì khỏe hơn. Huy đánh chém thì khỏe hơn. Không. Đánh tất đây, chém hết đi. Bay hết đi. Mình cũng cung, mình đi bắn tội gì. Ừ, ông Huy auto giết đầu cánh rồi. Kể cả xem. Ghê chứ anh, bài hiệu... Ôi, nhưng mà nó ngu anh ạ. Thôi nhá. Hiệu đầu đôi voi quả phụ quên đóng nghe, tôi thần kinh mất. Và như vậy Huy vẫn tự nhiên nhận được kinh phí đấy anh em ạ. Hải đọc số tài khoản anh tặng 500 bình luận cho khỏe nào. Ui rồi ôi ưng quá. Vâng em cảm ơn anh Nguyễn Văn Hùng nhá. Vâng để em comment số tài khoản đây cái. Ôi trời. Đây 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 để comment số tài khoản luôn đây. Rồi, như vậy em có một số tài khoản anh em nhá. Đấy, anh em cảm ơn anh gì vừa tặng đấy. Và cảm ơn anh rất nhiều để thêm một vòi nữa về đây thôi. Và để được cho 500 bình luận cho sung này thì em bình luận sung lắm đấy. Và thề luôn. Và giết thêm một vòi thứ hai đấy anh Huy. Rồi. Một bài đấu được cầm cầm phô đấy chém đầu cánh. Rồi, Hải bình luận rất hay được quả đỏ vơ lơ. Rồi ôi, ông Hoàng ra mạnh là lấy bên Thành Lắc và comment là em xin tôi đến thần kinh với ông Mạnh để mất cạn lời đấy. Vâng, lấy bên Thành Lắc và comment là em xin ok em. Vâng, vào bú ngay. Thêm một điều nữa đưa về đây, thủ anh Huy đang xem vì chém một cái game. Thành Lắc thì bắt đầu chửi rồi. Chào anh em nhá. Thắng chắc đầu chuyển khoản 500k em nhé. Và cảm ơn Khương Đức rất nhiều, thank you anh. LBM một bài kích tập 955 đấy từ cái thủ anh Huy. Thì ông Hoàng ra mạnh để lấy nick thật vào comment là em xin. Báo về bài là bạn bình thường thôi, không đẹp đâu. Xem mát đánh 26 dân. Ok. Ao e rồi ai chơi sẽ 1-0 có anh ơi, có Thành Lắc ạ. Chúng ta sẽ có chiến thuật là dâng hết lên anh em nhé. Dâng hết lên này anh. Cảm ơn Thành Lắc dâng A luôn. Đây là S đan vàng đến từ anh Huy. Rồi, giò đã có đẩy đi luôn ra, cùng xem anh Huy đối đầu với ai. Vâng, công giáp đầy đủ ngựa giò. 5 dân ăn vàng. Trận đấu này ý đồ là 1L 1A thôi. Nào đập đầu đi, giò đi tè. À, chúng ta Thành Lắc đã gặp sư tử thôi. Chưa gặp ai. Báo về Trang đi dâng A bên phía đối phương. Và 98 gặp Max C trong cánh và 98 sẽ ngựa là người bổ Max C phía đối bạn. Huy và gặp Phô. Huy không gặp ai này.
Vâng, thêm ruộng nữa thôi. Anh em có mình nhiều nữa đâu ạ, hello mọi người. Đây rồi, màu 2. Màu 2 đây, chém Ezip. Đây, Huy 5, Huy 400 thịt này. Vâng, thằng Huy 400 thịt nó bảo không có. Bảo về màu 3 đầu cánh của tụi Bạch Hào. Max chết 6 dân Ezip này đánh. Huy cần phải ăn thêm gỗ để có thể đóng thêm BA. Vâng, đây là máy cái thủ chỉ 8 nó báo về muốn cho về lớp phế luôn. Cầm Zoman và đang chơi vào bài Maxe cái thủ về lớp. Vâng, xe để bạn đi dâng A nha, anh em chú ý giữ tham nha. Em đang chuyển bánh xe nha. Rồi, dâng lại bánh xe. Anh em có mình nhiều nữa đâu ạ? Hello mọi người. Vâng, ở nhà đang bị màu 4 chơi. Màu 4 là về lớp, một bài đi dâng L thì người cầm Max. 1L. Đến từ cái thủ chỉ 8, bài Roman này đang chưa bánh xe. Đang trên con đường nâng cấp rồi. Rồi, một E giữ rồi, một dân. Lọt, rồi. Lọt bên trong luôn, như vậy bên lớp mất lỗ gỗ luôn rồi. Rất tốt, mà chỉ đám sẽ bắn thẳng bãi vàng đối phương, đập thoải mái đi. Trời ơi, tỉnh lắm anh ơi. Vâng, làm cho con bò à. Ở nhà chỉ đám đã bị chơi. Rồi. Kene được kìa. Vâng, bắn nốt bãi vàng này bên lớp cho bên lớp nghỉ chơi luôn. Này, thì bên lớp này. Quýt. Vâng, như vậy cũng có T chơi ở đây, chỉ 8 có bánh xe. Chơi nốt bãi vàng của cầm Max thêm phía đối phương. Đáp lại chỉ 8 đang ở số là 23, Mạnh Hào đối đầu với ai đấy? Đây là mặt máy cái thủ Mạnh Hào, tham 26 đối đầu màu 3. Tu Sở Ti, cầm Babylon đánh cung. Đó là máy cái thủ Anh Huy. Anh Huy đang chơi màu 2 đánh kiểu chém thủ, chuyển hút mã thì cũng đang khá là khỏe. Và Huy đang chưa chơi được màu 2 nhiều, mặc dù đầu cánh bài kích 9. Cần phải tăng nhà quân lên, lượng gỗ của Huy đang rất nhiều. Tạm thời đang là 1L1A. Mình nghĩ Huy nên đánh kiểu 2L1A trong trận chiếu này. Anh em ủng hộ thằng Mạnh em ít đi, lượng nó còn nửa hại thôi. Khiếp quá đây. Em đã được ủng hộ gì đâu mà anh em bảo ủng hộ em ít thôi. Đã được ủng hộ gì đâu. Vâng, tham lai 33 dành cho bài Polisian này của anh Huy. Đây là máy của Thành Lăng. Bài đi dâng A tham lai 35. Cần phải bắn ở đâu không anh em? Vâng, bảo vệ màu 3 không có gì, bài tu tiên đánh cung phải bắn quân. Gom quân rồi đổi bàn, anh sang bắn màu 2 đầu cánh Huy đi. Vâng, dân Thành Lắc phải chạy rồi. Vâng, về lớp nó phát hiện ra khu vực này. Thành Lắc phải sang bắn đầu cánh Huy đi, đầu cánh Huy vẫn khỏe đấy. Vâng, đây màu 1 đây. Đầu cánh Huy, Huy cũng chơi được đâu. Vâng, đeo máy của anh Huy vẫn tự nhận là đánh được. Vâng, tham lai được 35 điểm. Lạc đà là rất nhiều. Cho cung đầu phong ruộng màu 2 đang khá khỏe trận đấu này. Vâng, lạc đà mình công giáp đầy đủ. Mỗi màu 2 chủ lực duy nhất thôi. Vâng, chém rồi. Đâu, Huy đánh làm sao qua được màu 2 này, nhìn thấy màu 2 khỏe chưa? Nó vừa thiêu một tơn quân to đấy, 2L1A rồi. Vâng, màu 4 tạt sang nhà anh Huy tơn Max C. Huy sẽ phải tăng thêm 1A nữa, kiểu 2L2A luôn. Rất là khỏe đấy, của anh Huy rồi. Trong đó đây là máy game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào cầm Phoenix tham lại 30. Vâng, đang chăn dân màu 1 của game thủ Timu. Chém ngựa dò màu 3. Màu 3 đánh kiểu 1L chuyển sang G. Vâng, đây là máy game thủ 98 đang lao vào đối phương. Chơi quân đây. Đơn dân bỏ chạy đến 98. Vâng, đội bạn bắt đầu chạy. Tham mình đè đấy, còn mỗi là màu 2 thôi đấy. Còn thằng 1, thằng 2, còn tham thôi. Cố gắng chơi đi, dân kìa. Ở dân đồng đội, ở dân màu 5, Thành Lắc đừng chạy đấy, người quay đầu đi. Vâng, cung đường Thành Lắc ở đây rồi, đeo máy cái Thành Lắc. Đang đuổi dân màu 2. Em đua màu 2, đã bay nhà, anh em cố gắng giữ tham nào, chào bạn Thanh Linh nhá. Vâng, màu 3, cũng cả bài đi ăn hoang, loang quang rồi. Vâng, Mạnh Hào đang bị màu 3 bắt. Tham lai Mạnh Hào là 27. Cố gắng quay màu 3 lại vào chơi thôi, chúng ta đã đánh bay nhà màu 2 rồi. Đây là lạc đà màu 3, tu ti cầm Babylon. Mạnh Hào đang có khá đông lạc đà trận này. Bài xe nó chui vào bên nhà mình hồi rồi sao ấy, bởi vì... Cái gì đấy? Đấy rồi, nhân dập hết, nhân dập tất. Vậy e quá khét đến những thủ Thành Lắc. Được đấy. Vâng, đây rồi ạ, tham lai 36 thì những thủ Thành Lắc vừa bắn được một đơn dần khá to của thủ Văn Nhất. Còn màu 3, màu 1 còn tham thôi. Cố lên này anh em. Lắc sẽ bắt đầu quay lại bắn nhà màu 3. Và anh Huy còn nhà không em? Huy đây tham lai 43 vẫn còn nhà, 2L2A lên nhá. Và tự thủ màu 1 đốt hết nhà.
Max Khê không có gì đâu, đốt hết nhà thằng màu màu 2 đi. Xong dần đều đi. Tăng 1A nữa đi Huy ơi, tăng 1A nữa đi, 2L2A nào. Vâng, màu 1 đang lao vào chơi, vâng bắt luôn thằng màu 1 này, 2L2A đấy, cái thủ anh Huy rồi. Vâng, 2L2A, đốt nhà quân nó đi, đốt BL đi. Vâng, cho QR đi tìm địa chỉ làm ăn đối phương, bài xem này còn một vài đơn vị QR thôi. Huy vẫn còn những con lạc đà và QR đứng kê nhà này thoải mái. Anh nghĩ bây giờ em nên kéo quân đến kê nhà được. Có dẹo hết rồi. Đây, đang quay Huy lại đến đâu. Nhưng mà tớ này mình nghĩ Huy kéo quân về là hoàn toàn thể bắt quân được, em luôn 7 em luôn em. Bắt quân tớ này. Rồi, 7 em đi. 3 7 em. 7 em hở nguyên cái hàng, lấy từ cái chủ anh Huy. Anh bắt được quân nó rồi. Vâng, đây là màn máy cái thủ Thành Lăng. Đang lạ trên cái trận này cầm bóng 4 pha vẩy e của cái thủ Thành Lăng. Rất ghê, rất summer đấy, anh Tiến thi đấu. Bắt nốt chém của cái thủ về lớp, xong rồi. Bắt hết chém màu. Vâng, Mạnh Hào bắt được màu 1 rồi. Vâng, dám hồi bên nhà chúng ta. Rồi, bắt được màu 1 tuần này, sau tuần này timeline chúng ta sẽ đè rúi rụi luôn. Vâng, chơi đi. Rất tươi anh em ạ. Huy nâng cấp gỗ lên em ơi, nâng cấp chặt gỗ lên, đánh 2A mà không có chặt gỗ kìa. Đây, một bị anh Hào quản rồi. Một quản rất to một rồi, đấy thôi. Cả bên lớp kìa. Ôi, tổ đi hả anh em ơi, tổ đi hả. Trời ơi anh Hào ơi, nhanh lên. Một bốn này anh em ơi, nó chạy kìa anh Hào ơi. Ôi trời ơi, cả thế giới ra đây mà xem, cháo gà đây. Ôi trời ơi. Vâng, Thành Lăng ối cái gì đấy. Vâng, đây là dân của bên lớp ăn vàng à. Anh lớp ơi, vâng, quýt anh lớp ơi. Nó tóm được tổ đi ở của anh rồi, anh lớp ơi. Trời ơi. Thế này thì đi rồi, anh lớp ơi, em có cả cung giờ rồi, anh lớp ơi. Mày bị ngáo à? Vâng, tham lại đầu số là 21 đến từ game thủ Mạnh Hào, nhưng tuần này thì quýt. Vâng, tỷ số là 2-0 dành cho chúng ta trong trận đấu đầu tiên. Quá hay. Vâng, hai o, hai o. Tự nhiên lại tìm thấy lớp cháu gà nằm im ở đây anh em ạ. Vâng, mình xích cổ ngay. Vâng, ta sẽ chờ đợi đến với trận chung kết sớm dành cho đội bạn ở trong trận đấu đầu tiên thôi. Vâng, tự nhiên lại bớ được anh về lớp rồi đang chui vào trong nách ạ. Về lớp định ra đi bú vàng anh em ạ, nhưng không được. Chào anh em nhá, hello mọi người. Và gửi số tài khoản từ nãy mà không thấy điện thoại tinh tinh. Cay thật. Đó, chúng ta sẽ đến với trận chung kết sớm với đội bạn thôi. Chào anh Nguyễn Quốc Cường nhá, hello anh. Đó, chúng ta chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Chung kết sớm với đội bạn thôi. Lại thì ngựa ven đường cũ xong lại nằm ra ngất. Tất nhiên là anh sẽ chọn bí quýt rồi. Vâng, kênh đang phát ở trên page anh Huy và Thành Lắc nha anh em. Kèo tối có thể đánh ở bên vét anh ạ. Chả liên quan cái mấy ai gì. À, hãy chứ là mày lên đường của công tôi. Trời ơi anh yên tâm đi. Kèo này không thể thua rồi. Mấy anh bên lớp bên lủng gì. Hôm qua anh khoai anh này đăng bài bên bếc đúng không? Vâng, em làm gì có biết chim lợn gì đâu anh. Rồi vào đây. Chung kết sớm rồi bạn. Vâng, ai có thể chat là Hải Mario đang gọi anh lớp đây không? Vâng, đây là Baby dành cho game thủ Mạnh Hào ở đầu cánh. Pho Min Zom Katha là quân đội bạn. Pho Min Zom Katha rồi, quýt. Vâng, Mạnh Hào trận đấu này là người được cầm bé vì game thủ anh Huy là người được cầm IA. Vâng, chúng ta có U98 là người được cầm Zoman. Và cuối cùng là Thành Lắc được cầm Pho. Bên kia thì có game thủ bên lớp, anh là người được cầm Min Wan. Vâng, bên lớp cầm Min đấy. Tu Sati là người được cầm Katha này. Văn Nhất là người được cầm Zoman. Và cuối cùng là Simang, Simu được cầm Pho. Vậy quân trận đấu này tôi đánh giá là bên mình lợi thế hơn một chút xíu anh em ạ. Chào anh Huy Hồng nhá. Chào anh Trần Ngố á. Tối nay sẻ với nó 1 ra anh ơi. Đó,
Vâng, đây là Babylon của game thủ Mạnh Hảo đầu cánh này. Chúng ta xem qua thế sắp xếp. Chúng ta có Roman của game thủ 98 ở trong cánh. Chúng ta có mặt máy của game thủ Mạnh Hào đây. Thành Lắc đây là người được cầm phô. Như vậy phô Thành Lắc sẽ ở trong cánh và đương nhiên là sẽ đánh cung rồi. Tối em có bình luận trên page No1 anh nhá. Tối bình luận page No1 ạ. Bạn đang bị dò và cuối cùng là mặt máy Yamato trong tay của game thủ Anh Huy. Thì lỗi mất một con hiêu rồi. Mấy hiêu ba con sẽ đưa về thôi. Cố gắng lên anh em ơi. Kết thúc luôn đội bạn trong thi đấu đầu tiên. Làm luôn một xét. Làm luôn một xét đút túi. Rồi lùa bầy hiệu này về thôi. Rồi. Như vậy bầy hiệu đầu đưa về luôn. Một bài cầm Yamato ở đầu cánh thì cố gắng chém khỏe lên. Và mình nghĩ là về lớp trận này sẽ đánh cung A khi được cầm Min Hoan đấy. Thậm chí là Chimang cũng đánh chém nốt. Hoặc là dâng A đến từ game thủ Chimang và cầm phô. Đội bạn có Min Hoan đánh cung A thì chúng ta sẽ rất là đáng gờm. Nếu như đánh về thế trận đời 4 thì đương nhiên là chúng ta cũng hơn thôi. Nhưng quan trọng là có đưa về đến thế trận đời 4 hay không. Có hot thần IA và đạp đôi của Roman trong game thủ 98. Mình nghĩ vẫn nên kết thúc đời 3. Rồi như vậy là có voi và hiêu đưa anh Huy ở đây rồi. Còn voi này chắc chắn sẽ được đưa về. Bởi hiêu kia thì đóng hết nhân đôi cũng được. Và cố tìm bãi quả phụ nữa là đẹp với bài Yamato này. Ở đầu cánh Thành Lắc thì là bài cầm phô và đương nhiên là sẽ đánh cung. Nhưng mà anh chết mất một dân. Lắc chết một dân kia cầm phô. Gặp đôi sư tử. Ui bài nhiều sư tử thế. 4 con sư tử quanh nhà nhưng mà chỉ chết một dân thôi. Đang cố gắng đi tìm thêm đồ. Bãi quả phụ không đồ lùa về. Trận này Lắc lên muộn đấy. Vâng, Huy thiếu một đồ nhẹ thôi. Ở đây Thành Lắc thấy ba voi. Không. Vâng, như vậy Mạnh Hào đang kêu. Không, nó không thấy đâu. Anh Hào chết dần à? Vâng, gặp đôi sư tử và chết dần với Mạnh Hào. Ui, sau trận này bị bẫy nhiều sư tử ấy nhở. Đang tìm vị trí đóng S đầu, chỗ này không đóng được S đầu đến từ đối thủ Mạnh Hào. Bài cầm Babylon. Chúng ta sẽ có Baby và Roman xem cái này thì ta sẽ chém vào bên trong. Mạnh Hào chém đầu cánh. Thành Lắc đánh cung trong cánh. Vâng, đây là S đầu đến từ game thủ Mạnh Hào. Và một bầy hiêu đến từ game thủ Mạnh Hào và anh đang cơ cấu chiếc S đầu đây. Bài chúng ta đang hơi loằng quạng anh em ạ. Bài có vẻ xấu, bài Thành Lắc xấu đấy. Vâng, báo về bài Huy kích 10 sớm. Bài Mạnh Hào còn quả phụ ở đây nữa. Chúng ta chuyển qua máy 98 theo bài Roman này. Câu được đôi voi này về là cũng khá là ổn rồi. S đầu đã có, 98 sẽ dừng lờ vào trong cánh để chơi thôi. Ờ có quả phụ. Không, quả phụ đấy Mạnh Hào thấy đấy. Thấy rồi. Có bầy hiêu đấy. Em có ăn bầy hiêu thì ăn thôi. Ôi. Thôi thôi, nó cắn hiêu thì thôi. Vâng, 25 trên 28 đến từ U98. Mạnh Hào ăn ăn bãi quả đây rồi. 98 cố ăn bầy hiêu 3 này. Và kinh đời 8 tròn đến từ U98. Hiêu nhảy linh tá linh tinh anh em ạ. Áp khê anh em ơi. Thêm chiếc BS nữa đây là cái thủ 98. Rồi chúng ta chuyển qua máy anh Huy đi. Hy vọng Huy chém khỏe. Và đấu cầm IA 25 dân. Đây phong Min Hoan nhá. Giờ M1 11%. Dâng A rồi. 26 dân trừ 1. Thế từ 12 nó vẫn đang đi nhá. Min Hoan đánh cung của V-Lớp đấy. M1 dâng A nhá. M1 dâng A, phô dâng A đấy. 98 sẽ tìm Min Hoan với phía đối bản để chơi. Đây còn thêm đôi voi nữa đây Huy. Cố mà câu nốt về bài chém đầu cánh BL thôi. Rồi câu nốt voi về thôi. Giải quyết con voi này và kích đời ở 10-30 đến từ game thủ Anh Huy. Phải cầm Yamato bây giờ sẽ đi ăn vàng. Vàng đây luôn rồi. Xin dò công giáp đi em ơi. Dò đã có đẩy đi, công giáp nào. Điện giáp lên công đầy đủ luôn. Vâng, Mạnh Hào sáng kích 11 trận này. Bài chúng ta là hơi xấu anh em nhé. Min Hoan về lớp đánh cung A rồi và về lớp sẽ ở trong cánh thôi. Chỉ tạm thời hơi dần vụ đi tìm bài Min Hoan này. Đây, rồi bại vào màu 3 luôn, cười quá, nhất chán đời này. Nhất chán đời trận đấu này là người được cầm con Roman và chưa ăn được vàng. Vâng, báo về là phô. Chỉ tám gặp phô ở trong cánh. Thế thì Min Hoan trong cánh này. Min Hoan trong cánh này đấy Huy ạ. 2L đi em ơi. L2 luôn đi anh Huy.
Vâng, màu 3 giò thủ nhá. Bánh Hà báo về màu 4 đầu cái, màu 4 là con Katha. Hồ chết 5 dân Dương Nga rồi, không có tên thủ Dương Nga nhá, bài khô Dương Nga đấy. Vâng, xi măng, à xin lỗi là game thủ Rồi, như vậy Minh Hoan đầu cánh kia, thì Văn Nhất trận này có vẻ là toác đấy. 2L đấy từ game thủ anh Huy. Bài Văn Nhất còn ăn được rất ít vàng luôn, nó sẽ không có cửa thổi phù với Huy ở thời đầu. Huy đang cố gắng trong. Thế mấy ruộng đưa bài hoang hết rồi em nhá. Rồi, ăn nốt chỗ này thôi. Dân quả đứng chơi, cho ăn gỗ đi vào tí vẽ ruộng. Nó vẫn đang dò thủ với em mà, thoải mái đi. 2L chơi thẳng vãi vàng. Rồi, chọc dân đối phương. 98 nó bị màu 4 chơi. Đâu, màu 1 dâng A. Màu 4 là Katha. Màu 3 đầu cánh này. Trong khi đó về lớp báo về là đầu cánh đánh cung. Vâng, Huy đang có tham lai là 28. Bài màu 3 này thể đầu không ăn được nhiều vàng. Chém chiếc con giò trước. Chém nốt vãi vàng đối phương. Thế thì anh Huy đây. Bắt được đạo dân ăn hoàng nó rồi. Nó chạy đâu đó quanh đây thôi. Và anh Huy cũng phải cố tích của tôi phải lên bánh xe nữa. Một dân sửa không sửa đâu em nhá, tập trung chém bãi vàng nó nổ đấy. Rồi mang tất cả dân ra sửa rồi. Bảo vệ về lớp đánh kiểu lom dom, tí Thành Lắc có quân đẩy cùng luôn là tươi. Ừ. Bảo vệ màu 1 fit luôn đến từ game thủ 98, như vậy là xi măng ngày hôm nay có vẻ thi đấu rất là yếu. Huy đóng e đi em nhá. Vâng, bảo vệ đến từ 98 là xi măng đang ngủ rồi. Đây xi măng đây, ô xi măng chết nhiều dân lắm anh em ơi, chết hết rồi đấy. Rồi tươi quá, ôi còn chưa cả bánh xe đến xi măng luôn, ôi bớ được cả dân của bên lớp luôn. Ôi rồi ôi ưng quá, bên lớp đánh cung A mà bị bớ tân lực này thì siêu yếu luôn anh em ạ. Đây đang ăn dân đội bạn bên ngoài, đang ăn dân màu 2 đây anh ơi. Ôi xi măng để cộng dân cắn gà nhà thế này nữa, ôi đây đánh cả ruộng này. Và đây là lạc đà của thủ Mạnh Hào anh em, đi cái ruộng này luôn, bên lớp yếu đấy. Ờ cứ thủ đi, cứ thủ đi. Vâng. Rồi bạn chết rồi, ăn hoang ngoài rồi, chém em quay ruộng này nào vậy ấy trong đi. Anh Hào đâu rồi, quay lại đi không? Rồi bạn bắt đầu có cung ăn một máy rồi đấy. Và cả một 4 và 1 vào nhà của game thủ Thành Lắc. Vậy ấy xong, không được. Vâng, đã đi quay ruộng này đến game thủ Chita, chém của Roman. Huy giải quyết được màu 3 cho em ơi. Vâng, báo về Huy đã giải quyết xong màu 3. Anh Hào đây, anh Hào đang có tham lai 28. Ôi, cung A sexy lắm nhá. Huy xong châu chém ra em ơi, nó chém 4 đi. Rồi màu 2 giờ này bên lớp bị chơi. Ui. Vâng, bảo vệ bạn lục khoai ruộng. Bên lớp toan luôn đấy. Bên lớp toan luôn nhá. 1L 1A đến cái thủ Mạnh Hào đang chém rất tốt ở trận đấu này anh em ạ. Màu 1 nó yếu luôn mà. Vâng, tham lai là 31. Vâng, đây là máy cái thủ anh Huy. Anh Huy tham lai đầu số là 38. Khỏe lắm. Ờ, con màu 4 to kìa. Katha 4 trong cánh dương L mà, chưa ai quản màu 4. Huy đang chăn màu 3 dẹo luôn rồi. Vâng, tham lai 41. Đây một kích chém rồi, chém 4 luôn này. Đông veo đóng PC mà lên đầu máu đi em ơi. Ở đây dân màu 1 này. Tự nhiên là bú được dân xi măng luôn, ngon đấy. 37E đấy anh Huy. Chưa. Đã tập trung đánh màu 3. 3 giờ đi. Vâng, lao vào trong về nhà đối phương thôi. Đến ruộng nữa. Vâng, tham lai 46. Dành cho cái thủ anh Huy. L3 không? Không ai đánh em, bây giờ thì tự đi phát triển thôi. Vâng, Thành Lắc tham lai 62 với bài đấu được cầm Phonetia. Báo về 14 lại chết thêm 10 dân nữa, còn mỗi Minh Hoan về lớp thôi. 3-7-E bắt luôn tân quân này của tân dân này của màu 3 đến Thành Lắc. Văn Nhất coi như là toang rồi. Rồi đây 98 tham lai đang ở số 24. Màu 4 đang đông lạc đà đấy nhá. Rồi bắt nốt màu 1. Và Mạnh Hào tham lai ở số là 34. Rồi vậy.
Và đây là máy cái thủ Thành Lạc. Thành Lạc đang bắt dần của nhất chán đời. Bùng BC các kiểu nó phát triển đi. Vậy vậy ngang nào. Rồi, vậy vậy thì vẫn hở. Mật đạo đi, Thành Lạc. Thì cái tân hở này kiểu bốn cũng là bắn bao giờ mới hết được tân đó. Tăng A lên anh, yếu đấy. Điều chỉnh cho đào vàng. Chỉ 8 báo về có 4 upbeat luôn sau một tình huống đi quản của em. Giờ đi ốp màu 2 là xong rồi. Còn mỗi màu 4 là mấy con lạc đà thế thôi. Lên giáp 4 lên đầu máu đi Thành Lắc ơi. Bơm gỗ cho Hào kìa. Rồi chơi luôn em. Ờ vậy chỉ đang không chơi. Rồi đây máy cái thủ anh liên tham lai 58. Đây màu 3 đây. Màu 3 tuần này sẽ bị chém lại tuần nữa. Anh em quản xong màu 4 rồi. Xem bên lớp bao dân rồi em. Ờ nâng công nghệ và thông dân đi, nâng đào vàng cái kiểu lên, khỏe lên. Ờ, lấy 4 được, bài có ai đánh em đâu. Giải chém quay nhà thôi, bao nhiêu dân. Ôm đi. Vâng, đóng nhà luôn đi, BMP đi. Đá bơm gỗ thực vàng đây nào, màu 6. Ờ đấy, tên đấy đi ốp em ơi. Rồi, đóng BP đi. Đóng B đi, đóng B đi. Ờ đấy, đang đốt B vào đấy. B đi. BP một kích 4 đi, gì. Đấy, đang đi rồi. Vào bảo vệ, đóng B lớp 4. Các bạn thấp một mạch dần, vào ốp là chết, không có quân đâu. Đấy, bắt đi. Rồi, Huy sẽ lên 4 anh em, đợi máy Thành Lắc xem anh em đi ốp. Rồi, vậy rồi đấy. Đấy, đang đến rồi rồi. Bắt cả thằng 1-1 luôn. Bảo nhau đi ốp đi anh em. Tôi đứng trên dốc mà nã vào ruộng nó ấy. Chưa bản đồ thì lên bản đồ đi em. Anh em nhồi đồ cho Huy đi. Đấy, Huy đến đây, vào đây, vào đây. Đèn BS đi Lắc ơi. Bé ruộng nhiều lên. Đâu, bên dưới này, thằng 1-1 này đi giải quyết đi. Và thông tin báo về là bạn chết khoanh ruộng rồi. Mạnh Hào đây tham lai 44 này. Màu 4 đang đỡ lại nhưng mà màu 4 chỉ là ca tha thôi, không ngại. Rồi đục bạn này đến với thủ Mạnh Hào, Huy bắt đầu bung ra chính gian vàng 2 rồi. Rồi bạn chỉ còn một mình game thủ về lớp thôi. Và đây, máy Thành Lắc đây, lao vào đây. Đấy bạn đây, đào đây. Đào đây, đào đây, vẩy hết đi, vẩy hết đi. Rồi xin cổ về lớp tới này lại. Chạy đi đâu. Và kích 4 đi. Rồi tỷ số là 3-0 trận đầu thì chúng ta sang đến với trận đấu thứ hai. Ừ, quá anh em ạ, đánh cho đội bạn không tí cửa gì luôn đấy anh em. Đánh không dễ được luôn đấy. Huy đẩy quân làm gì anh em, Huy còn lên 4 đẩy làm gì. Đội bạn còn ai đâu, còn mỗi ông màu 2, min 1 thì ốp lúc nào chả chết. Vâng, có một nhúm quân đến từ bên lớp thì đánh đấm cây gì. Đây các bạn nhìn một nhúm này thì đánh cây gì, ốp là chết rồi. Vừa ốp vừa lên 4 cho chắc thôi, ông Huy không muốn đi hết quân bởi vì đang kê nhà để lên 4. Bên lớp có một nhúm này thì đánh đấm cây gì mà chả quýt. Thôi chúng ta đến với C2 anh em ơi, nhà bao việc rồi. Chào anh em nhá, hello mọi người. Xích cổ luôn chứ gì nữa anh em. Đưa tay đây nào bạn ơi. Mãi bên nhau anh lớp nhớ. 9-0 thì khó anh em ạ. Nhưng mà hai xe đầu tôi nghĩ là thắng cách biệt lớn đấy. Vâng, chào anh Nguyễn Viết Trường, hello anh. Quá hay. Rồi, phải liên hệ mượn xe ô tô về quê thôi. Rồi, chào anh Đăng Đạt nha, hello anh em. Vâng, thắng xét đầu rồi đấy, anh em đâu hết rồi, trời ơi. Vâng, mấy anh em bảo thắng xét đầu đâu rồi. Vâng, xét đầu thứ hai thôi, chào anh Nguyễn Huy Hoàng nha, hello anh. Chịu, 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 ch
chịu luôn đấy, dần Roman để từ thành lăng. Vâng, để bầu thứ ra kèo chúng ta tất nhiên là nên chịu luôn anh em nhá, chịu hoặc quýt. Và Mạnh Hào cầm Egypt, anh Huy là người được cầm IA này, 98 là người được cầm Pho, và Thành Đắc là người được cầm Roman. Như vậy chúng ta được tứ quý tuyển với Egypt, IA, Pho, Rom. Bên kia bên lớp là người được cầm Per chém tuyển, và Tu Sati là người được cầm Greg chém Pùi. Văn Nhất là người được cầm Rom, và Simang là người được cầm Hit. Rồi như vậy là Roman và Văn Nhất. Quân này thì tôi đánh giá là bên mình lợi thế một chút xíu để phía đối bạn. Vâng, đây là Roman được quyến rũ cái thủ Thành Đắc đầu cánh. Và Huy lại báo về bài Bắc Minh này, cầm IA đôi voi này, bầy yêu này, quả đầu bảy này, gỗ đầu gần. Bạn này Bắc Minh thật, bài Huy Bắc Minh đấy. Chúng ta có màn máy cái thủ Mạnh Hào cầm Egypt ở trong cánh. Hào sẽ đánh cung thôi. Và đây là máy cái thủ 98. 98 sẽ là người đánh cung. 98 sẽ đánh cung còn để cho Huy dâng L thôi. Ôi, mày thế, tí chết một dần anh em ạ. Đi dò thôi, 98 không chết, tí chết. Này Hoàng Thượng không kèo buồn quá. Ôi anh kèo còn gì, Hoàng Thượng kinh lắm. Có quả phụ thì 98 rồi. Đẩy sẽ dò trong 3 giờ, trong đầu cánh của mình là ai. Và đây những màn máy khác. Và đây Roman của tiếp thủ Thành Lắc ở đầu cánh. Mạnh Hào và đương nhiên sẽ đánh chém rồi, có 7 heal rồi, S nhân đôi rồi, chưa đồ lùa về. Bài Huy thì là bài đẹp rồi. Vâng, báo về bài Pơ vẫn đang 9 dân đến từ bên lớp, quá hay. Vâng, chỗ anh em mình cả mà, bên lớp vẫn 9 dân đấy, 10 dân rồi. Vâng, xong dần đều lắm. Ôi có voi, ưng, thiếu một đồ nữa, đôi voi đấy, ôi giời mắc bêu luôn, ưng. Ôi ôi ôi, đền dốc anh ơi, ít đen răng. Ôi, mày tuổi gì, vâng, tuổi gì đúng không anh, không có tuổi gì đây cả, quýt. Bên lớp này xong dần đều lắm, đóng ép dần đôi rồi. Rồi tí cầu voi về đây bú luôn được. À, ngày hôm nay sẽ kéo tối anh nhá. Tối cặp với nghệ sĩ nhân dân No One. Ôi giời, hiểu kiểu gì đây. Vâng, Greg đầu cánh 98 đây xong rồi. Hai anh em kết hợp chơi Greg là tươi rồi. Nhất kẹp xăm trong 9 giờ và Thành Lắc sẽ được chơi. Chưa. Đây Mạnh Hào đây, ba voi, à đôi voi đưa về bảy hiêu đây. Đồ cắt dần đi ăn lại quả mặt trên này. Vài Mạnh Hào đủ đồ với đôi voi hiêu đầu quả phụ. Thế thì có dâng ai nữa không anh? Hay là có T bắn luôn thằng Nhất? Và như vậy Mạnh Hào đang muốn đánh chém với cả thằng Ôn Văn Nhất. Đỉnh đấy. Khỏe là game thủ chuyên nghiệp đấy. Và đây bãi và bãi quả phụ đây Mạnh Hào đã chỉnh dần. Rồi, tinh tê. Cười cái gì đấy cái thằng ông trô này. Rồi, nhờ, voi đưa về. Vẫn đang đi dò đấy anh Huy, nhất đôi luôn. Rồi, như vậy là Mạnh Hào đánh chém luôn, mình sẽ đánh cung rồi. Hít đi của Chimu đấy, chắc đầu cánh đấy. Thành Lắc chơi hít đi, Mạnh Hào chơi nhà ấy thôi. Mạnh Hào chơi nhà Zoom kẹp xăm thôi, Huy kích 747. Rồi bài đấu được cầm IA này, đang thiếu một đồ. Đã đủ đồ đâu mà 10-15. Ôi. Xong rồi 12 giờ. Không thấy đồ gì anh em ạ. Bắt đầu cắt dân đi dân rồi. Lập lô luôn anh em. Và tự nhiên lại thiếu một đồ đấy anh Huy. Thành ra bài khe luôn. Ôi giời. Vâng, đang cắt dần đập lôi nhưng không thấy gì luôn anh em, cho nó mát. Toạc. Ia có lên đời đâu, đây màu 8 đây, 8 nó rõ đây, còn gì đấy không em. Bên này là Pơ với cả ấy rồi, một đi dâng ấy. Thôi, cơ cấu đi. Bài kích 11 anh em ạ. 11 chắc. Đi sang đầu 10. Bài này 10, 30, 10, 40. BM. Đi ăn vàng luôn đây. Ăn vàng đây, đúng rồi.
Tí thổi phù nhà là đẹp rồi. Glory. Vâng, như vậy 14-4 đấy anh Huy. Ok, cũng được. Thêm con voi nữa đấy anh Huy. Rồi, ta chuyển sang máy Mạnh Hào đây. Xem anh chơi, vâng, đang bị Văn Nhất chơi ngược. Đây, Nhất chán đời. Cùng giáp với Mạnh Hào nó vẩy e kìa anh. Vâng, bảo vệ màu 3 lên muộn. Chết một dân đấy Mạnh Hào rồi. Vâng, đây, 98 đang bắn vàng đội bạn rồi. À, bãi 3 màu 4 này. Vâng, Toasty đấy. Đang có giò chọc tại nhà 98. 98 đang hit and run. Vâng, có giò thủ đến từ Tuti. Tin tê mới luôn. Bảo vệ màu 1 chết giò. Vâng, tê giáp rất là khỏe anh em ạ. 1A nữa, 98 thêm 1 tê nữa. Nào đứng lại chơi đi anh ơi. Chơi đi, rồi chơi đi anh. Lại chạy nữa này, kè đấy. Vâng, đấy, chọc kia, chọc. Đúng rồi, chơi đi, có giò đâu, chơi nhá. Phế luôn Tuti đi. Tăng A đi. Vâng, xin thêm tê, 98 vào dã. Úi xổ, ôi đau, thốn đến tận rốn luôn anh em. Giải quyết 1-4 nhanh lên nào anh em. Thành Nguyễn Duy Đông nha, hello anh em. Vâng, màu 3 không lên đời đâu, thoải mái đấy anh em ơi. Vâng, bảo vệ là Thái Lan đang chọc vàng. Pơ bên thế đối phương cái thủ về lớp. Pơ lúc thời đầu chậm dần. Bài Tuti thì không làm ăn gì luôn. Vâng, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi anh em ơi. Vâng, bắn đi. Pơ còn 2 dân ăn vàng rồi, tươi quá. 98 vã thẳng 5 à. Vâng, bảo vệ là chém đến rồi. Bãi gỗ đây rồi, 98 bắn hết rồi. 4 à, rồi, bắn đi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ứng luôn đi. Nhậu đi, nhậu đi, nhậu đi anh em ơi, nhậu đi. Chém đến rồi, nhậu đi. Ôi trời ơi, nhiều lắm. Nhậu đi. Ôi trời ơi. Thoải mái đi. Vâng, 4 à bắt đều xuống bắn thế này. 98 vừa bị chọc mất bãi ăn hoa nhưng mà đang ra được nhiều ruộng nhà rồi. Rồi thằng bắn nốt bãi gỗ này, Tuti làm trò gì đây? Không thể đập tê luôn. Thảm lại 98-33 rồi, ôi Tuti đi hẹo nhá. Bỏ nhỏ lại đi em ơi. Và Mạnh Hào đang xin trăm thịt. Tuti không thể ăn vàng luôn, bài đấu được cầm con gì đây? Tuti là bài đấu được cầm phô à? Vâng, giờ đấy Tuti không ăn vàng thì đánh cây gì nữa mà chả quýt. Và đây là máy Thành Lắc. Thành Lắc đang chém màu 3 của xi măng, hở luôn. Ui, không hở. Vâng, thấy phải cái bài quả này nhưng mà chưa ăn được. Bảo vệ bên lớp tạt lại. Ôi hở. Vậy ấy. Thế chắc không hở rồi. Động thanh không hở anh em ạ. Và đeo mặt máy của chủ Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai là 27-72. Bắt đầu có sọc đơn. Bảo vệ màu 1 fit luôn đến Thành Lắc. À đến từ cái thủ 98. Đây Pơ đây còn mấy con lạc đà đấy thôi. Đông đấy gần chục con. Ôi bài Pơ này chết nhiều dân lắm anh lớp ơi. Rồi giữ và dỉa thôi. Sơn cung đơn nữa nở ra là dỉa sơn lạc đà này. Màu 3 bảo vệ không bao giờ khỏe được đến từ Thành Lắc. Trong đó màu 1 bên lớp đang bị dỉa sơn lạc đà. Dám nở đến sơn quân nữa rồi. Đây màu 4 đây. Rồi lại hẹo luôn sơn này. Rồi đây. Để thấy cả dân Thành Lắc chạy ở đây nữa này. Vâng, ở nhà đã bị chém bởi những con lạc đà ấy thủ bên lớp. Rồi lùi lại vậy đi em ơi. Rồi chạy. Vâng, màu 1 đang tích được khá đông lạc đà đến từ thủ bên lớp. Màu 5 đang xin gỗ Thành Lắc nhưng mà chúng ta đang chưa có gỗ để bơm. Chơi đây anh em ơi. Vâng, Thành Lắc là một công ca kìa, bơm gỗ cho Thành Lắc đi anh em. Vâng, bên lớp bây giờ tầm này làm gì có cửa vào đây nữa. Vâng, 51-56 thành cho game thủ U98. Đây là máy của game thủ Thành Lắc. Anh đang muốn có tình huống công ca. Vâng, tham lai 36 đây, màu 3 đã bắt đầu bung ra ngoài rồi. Anh em phải vào giá chính màu 3 mà chém nó đi kìa, nó bắt đầu tụ được cung rồi đấy. Ca đây rồi. Rồi đang đảo. Vào đi Huy ơi. Chém tất cung đi, dọa nó tí đi anh. Rồi là xong đi Huy ơi. Đấy, vào nhậu hốc nó đi. Rồi, kéo quân về đấy. Chém luôn rồi, đi cung rồi đấy. Phay luôn. Rồi từ, đảo thôi. Vâng, đang chém dân bên ngoài đưa Thành Lắc. Vậy. Rồi, đưa hết quân lên xong rồi đấy. Chém luôn đi.
Vâng, Huy đâu rồi? Vâng, chém luôn đi. Đấy, chém luôn ra, chém ra, chém luôn. Chém luôn. Chơi luôn. Vâng, phay luôn tao này đi, con gì nữa. Thằng chém. Vâng, chém đi. Vâng, kiện thương hại nó dùng tao này, toàn. Vâng, hít đi. Đây, chị Tám đến đây. Thù đi kìa. Báo về màu 2 đã hết. Rồi, bên lớp mang là đào vào đây. Phù đi. Rồi, bên lớp mang là đào vào đây. Còn một con phù chưa phù em ơi. Mới phù được 3 là đào kìa. Còn tham lai của thủ anh Huy đâu số đâu 26. Trong đó thì đây là máy cái thủ Mạnh Hào. Báo về là chơi chết được bài rôm rồi. Tham lai Mạnh Hào 40. Ok la luôn. Còn hồi sức cấp cứu cho anh con tập đơn mình là chơi chết màu 2. Vâng, thì báo về màu 3 đã chết và chỉ 8 không cần sai như chỉ 8 đã đến. Rồi bạn làm gì còn ai nữa đâu. Soi tham tơn đi. Vâng, đây tham lai 40 đây Mạnh Hào. Vâng, đang anh em đang hò nhau phang luôn bài hitty này, chị bằng phang luôn. Vâng, chơi đó. Phút quýt. Vâng, tham lai 5 xích đây mà không quýt à. Chị bằng thì làm trò gì đây. Ờ, dọn nhà đi. Rồi anh em xem tham ai to và quản nốt thôi. Màu 2 ở đâu đây. À vâng, Mạnh Hào bảo vệ. Ơ, hoan. Ai đang ăn hoang con voi không? Đồng đội. Không ai ăn thì chắc chắn là địch rồi. Chắc chắn là địch đang ăn rồi. Đây là máy game thủ Mạnh Hào. Rồi màu 2 nó bung rồi. Vâng, soi tham đi anh lớp ơi. Rồi ôi, đánh đấm thì không tham lai gì à. Chưa quýt nữa. Và đây là Thành Lắc là muốn lấy nhà ai nữa đây. Giờ chạy dần trong này BC. Báo về là vào đây làm phanh ruộng ạ. Tham mình đè rồi. Tham về 9-1 rồi. Và đè máy Mạnh Hào. Thôi để chỗ gần dân ăn hoang của em đi. Tham em trên. Đấy. Vâng, đám phù đến Mạnh Hào màu 2 này. Mày định làm cái trò gì đấy nhất đầu dài. Đầu dài. Vâng, đầu dài với tôi. Thông tin báo về từ Huy là rất trên nhiều dân cho các bạn làm cái trò gì nhở. Sóc khỏe lên, sóc phù đi em. Sóc phù ở nhà có thằng nào đánh em đâu. Đấy, giải phù sóc dân ra. Sóc dân ra ruộng khỏe lên 2L, chém 4 chém bủng lên. Rồi, yếu thế. Đấy, 1-1 vào đây. Nào, mày căng phù ra, phù hết tơn lạc đà này. Với lớp nghỉ thôi, có gì đâu. Nào vào đây. Nào vào đây anh lớp ơi, vào đây. Vâng, các bạn không vào. Ok, dân kìa đi đâu đây. Ok, đẩy. Vâng, bác dân được cho về lớp chém và mày hơi lộ rồi đấy. Rồi, làm luôn hai lạc đà, quýt. Ok. Rồi, không quýt à. Vâng, phù rồi. Đấy, phù đi. Rồi, vào đây. Nào vào đây, vào đây. Vào đây, ôi trời ơi, vào đây. Đang rảnh quá đây, và chị Tám vẫn đang đây rồi, cái gì đây. Và đây chém vừa đấy với cái đôi vạn Hitty đang hồi đây. Chỗ này thì lộ rồi. Chị Tám sẽ từ nay vẫn tỷ số là 1-0 thì C2 cho chúng ta. Và 4 trận thắng liên tiếp để cho team AOE Sparta. Làm gì có cửa đâu. Chị mang lên đời sớm lắm. Vâng, lắc dọn nhà đội bạn rồi vào đây hồi luôn. Ngon đấy anh em, thấy ngon đấy ạ, game dễ mà anh em, ôi dồi ôi, ưng lắm. Anh em có một lái xe nhiều thế nào? Mày hơi lộ rồi đấy à, thôi đến thần kinh mất. Wow.
Mấy anh em này vào điền lại đi kìa. Chị Vân vừa đang trong căng tin kìa. Không có thẻ là không được vào công ty đâu nhá. Gửi hình ảnh lại thôi. Gửi cái ảnh lại để làm thẻ nhân viên. Chuyên nghiệp còn gì nữa, phải có thẻ mới được vào đấy còn gì nữa. Gửi cái ảnh Facebook up lên driver, nó tải về nó làm cho. Ơi. Hộ gì? Hộ gì mày bị ngáo à? Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Anh ăn đi, anh chuẩn bị quay lại đánh kèo rồi anh em. Rồi, trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai. Vâng, đây là Minwan. Vâng, Minwan Egypt rồi đã. Ôi, 2k tha, 1 AC, 1 bé bì kìa. Quýt. Vâng, chúng ta có game thủ Mạnh Hào là người được cầm Summer. Vâng, anh Huy là người được cầm Egypt. Và 98 là người được cầm Min. Và cuối cùng là một con Marke của Thành Lắc. Bởi vì các bạn có cái thủ Vlog là người được cầm Katha thôi. Tu Sati là người được cầm AC, quân sở trường đấy. Nhất chắn đời cầm bé bì kìa. Và xi măng cầm Katha nữa các bạn, hai Katha trong tay Vlog và xi măng luôn. Ôi, 98 đánh Kung A bài này mát bêu. Kung A đi thôi. Min Wan Kung A, 98 là đẹp rồi. Và chào anh Hữu Thịnh nha, chào anh em nhá. Hello mọi người nhá. Và thắng check đầu rồi anh em, đâu hết rồi kìa. Vâng, đây là bàn máy của Thành Lắc này, bài Thành Lắc cầm Makelele ở trong cánh này. Vâng, Thành Lắc một dùi y đội bạn thì lấy gì đỡ bài AC của game thủ Tuti dâng Nga chặt luôn. 98 có băng cơ cấu đi, Tuti dâng Nga đấy. Đây có bầy hiêu đây rồi, và rừng rú đây rồi. Vâng, đây là bàn máy của game thủ Mạnh Hào, bài đấu được cầm Summer. Đội bạn sẽ có những nhà đi dâng Nga chưa, game thủ Tuti cầm AC và chuyên gia dâng Nga rồi. Tuti cầm AC. Vâng, đeo bàn máy của game thủ anh Huy cầm Egypt. Ở đầu cánh này đánh chém nốt. Huy đương nhiên là thổi phù rồi anh em. Huy đánh chém thổi phù rồi. Chào anh Mai Tâm Tư nhá. Ở đôi voi luôn này. Mai Huy này tí nữa dò lỗi và dò ra đôi voi thì giỏi thật. Tinh tế đấy. Tinh tế, tinh tế. Đôi voi ngay trước cửa nhà. Bình thường là dò lỗi đấy. Nhưng hôm nay lại không lỗi nữa. Để chứng tỏ hôm nay không lộ anh em ơi. Rồi, cầu voi về thôi. Kinh quá nhờ, tụ dân luôn. Quá hay, voi đã chết. Bây giờ dân đi dò vong, nhà này đánh kiểu 1L1A1P là mát bêu luôn. Anh em comment like share nhiều nữa được không ạ? Hello mọi người anh em ơi. Vâng, gần 2.000 anh em đang xem đây rồi, Minh Hải Mario đây. Pet này không đổi được tên anh em ạ. Pet Thành Lắc không đổi được tên nên là vẫn để tên Pet cũ ngày xưa anh nhá. Thực ra thì đổi tên làm gì, Thành Lắc này. Và 98 chết dần rồi, gặp đôi sư tử. Thành Lắc cũng chết một dần, bài Huy thì có bầy hiêu đôi voi, thiếu một đồ nữa. Vàng ngoài mới đau. Bài này vàng trong đánh, ở đây vàng đây. Vàng trong đấy. 1L1A1P là quá đẹp rồi. Huy đi cúng là ván nào bài cũng đẹp. Ôi giời. Thằng này thì cúng bái cái gì anh, báng bổ. Vâng, đây là ép đầu, nhét hai dân vào. Ghê phết đấy. Anh like không chia sẻ được phải. Dạ được anh, ui ưng quá. Anh like là đã ưng rồi, anh comment này lại càng ưng. Tìm nốt bãi quả phụ đâu nhở. Vâng, đây bầy hiêu đầu, bầy hiêu phụ. Như vậy là hai bầy hiêu, hai bãi quả, hai bầy hiêu, hai con voi rồi. GTV giải tán rồi anh, nhưng mà đây là cái tên pet cũ ngày xưa ấy, nó chưa đổi được thôi. Và đây là cái rủ chị Tam. Và chị Tam bầy yêu đôi voi. Chiếc mất một dân hơi đáng tiếc. Chị Tam trong trận này, chị Tam trên đánh cung A, cái Mạnh Hào chém đầu cánh rồi. Quả phụ luôn. Và này chị Tam đánh cung cũng có thể đánh được thôi. Chấm cái được không Hải? Dạ được anh ơi. Vâng, chào anh Nguyễn Nhân Lợi nhá. Hello anh. Ok anh ô tô Minh Dũng.
Rồi đây là bạn Phạm Vũ đến từ cái thủ U98. 98 đang cảm thấy khá là nhột. Vâng, chào Đàm Văn Hiếu nha, hello em. Thành Lắc thì sao? Đây, Mạnh Hào đây, 25 dân bài cầm Sumer hiêu đầu đôi voi. Đây, máy cái thủ Thành Lắc này. Thành Lắc là người được cầm Marke, bắt đầu cắt dân đi dâng rồi. Rồi bạn chắc là AC dâng A, anh em soi tham là biết thôi. Dễ mà. 4% Tuti, AC, 25 dân, như vậy là nhất chán đời chết 1 dân. Cân với Thành Lắc. Rồi bạn chắc chỉ có một cung của AC trong đây game thủ Simang, trong game thủ Tuti thôi. Chào Lê Vi nha, hello em. Like một lần thôi anh Tùng ơi, like 2 lần. Đau đấy. Em phải đứng đây từ sáng cơ à. Kinh thế. Chào anh Hoàng Thuần nhá. Bài 98 thì đồ ăn được nhưng mà không có dừng nhiều. Chỉ đá được tử vụ thôi. Vâng, đây là anh Huy đầu cánh. Rồi bạn ấy 3 chém một cung nên anh em chú ý nhá. Thắng 4 trận thông anh em. Kèo này phải thắng 3C rồi bạn nghỉ sớm. Chúng ta cứ thắng trước 2C 6-0 thì đã. Đấy, trong lúc sau C3 thì tùy anh em. Tùy tâm. Anh em múa nào thì múa. Rồi cái bú của thân công báo đấy. Vâng, khoảng 4 lít là đẹp rồi. Đó về 1-1 trong cái. Hải phải lên S500 vào. Ôi hồi em làm gì có tiền anh. Tiền mua bỉm cho con giờ đang hái cả mồm ra đây. Cơ cấu thôi. Bảo vệ 1-1 trong cánh bên lớp. Đấy, chi chắc đầu cánh này rồi. Em không đi hát karaoke anh ạ, đi hát rồi về vợ nó cắt. Sợ lắm. Rồi như vậy màu 2 đây. Chi mang là người được cầm baby lon đánh chém. Chi mang cầm Katha, xin lỗi. Đương nhiên là Huy sẽ thổi phù anh em. Mày láo lắm, mày vào đây. Chơi luôn đấy. Rồi đang vẽ ruộng đấy từ Huy. Kín. Ôi, tí chết giò. Bảo vệ màu 3 tu Steve vừa lên đời thôi. Tu Steve 4% lên đời muộn thế. Tập luôn em. Và tham 26. Bảo vệ màu 4 vất vả luôn thì Mạnh Hào. Quá hay. Bảo vệ màu 1 dâng thẳng vào nhà Thành Lắc. Hào đang chặn được bài màu 4 của game thủ nhất chán đời rồi. Và Thành Lắc bảo vệ lại ăn được 6 dân đội bạn nữa kìa. Chết nhiều thế. Quá hay. Và màu 1 đang chơi vào nhà game thủ Thành Lắc nhưng bị Thành Lắc chơi ngược. Rồi. Báo về 1-4 chọc game thủ 98 luôn. Không gì có mỗi con giò rồi đấy, nó mỗi con giò đấy, nó mất vàng rồi. Rồi công giáp thôi, cố thủ thôi. Đấy, Lạc đang muốn lấy tham 1-1 game thủ về lớp cầm Katha trong một bài đi dâng lờ đây. Ôi bài vàng này, ức quá. Đấy, thiếu gì thì phải hô lên em ạ. Đói thì phải hô lên. Đấy, chi đầu cánh đấy. Đấy, chi đầu cánh 98 đấy. Vãi cả, hôm nào bình luận cho một củ đâu anh. Vâng, em thề luôn. Nó vào ôm 98 luôn đấy. Vàng đi, vàng màu 87 đi, màu 7 đi. Thúy bơm vàng màu 7 đi. Vâng, đây là máy cái thủ Mạnh Hào với thủ phù 98. Thúy tham lai là 18 rồi, phù đen tên vừa rồi và đang bị cái thủ chỉ đang chơi ngược này. Không sao, cứ thổi phù ra là tươi rồi. Vâng, 98 phải phụ được. Màu 1 đã vào nhà 98 luôn. Tăng Nga thôi. Anh em có quân về đỡ đi. Ôi, nó đông lạc đà vào đây quá. Tham lai 98 là 28 thôi. Chẳng có khoảng 3 lạc đà vào đây. Vào đi. 98 có, Huy có phụ đi cả AC đẩy luôn này. Đau đấy nhá, tớ này đau. Huy dí thẳng mồm luôn. Chưa cần gì, chưa nở được phải chạy đã. Tớ này chưa nở được ôm dân chạy thôi. AC đẩy luôn này, khó thở quá. Vâng, bị vậy 98 ôm dần chạy thôi. Vâng, bỏ đi em ơi, bỏ đi đừng sắp vội. Vâng, đây là game thủ anh Huy đang chơi đường dần của game thủ xi măng. Một bài chơi phù đấy anh Huy. 1L1P, xi măng là có số lượng đàn là khá đông nhưng Huy có phù thủy rồi. Cố gắng chơi phù ra đội bạn đi. Huy phải đánh to ra trận đấu này, có bãi quả thì ra bú luôn đi mà em có lạc đà với quả phù đứng kê đấy luôn. Nên bú bãi quả rồi dắt phù ra đi, đứng phù cao lên em không phải thủ nhà nữa. Nhà bo nhỏ bãi gỗ lại chơi rồi. Đấy, nên bú bãi quả này thôi, lấy lưng. Tóc đều quân ra nhá, tóc đều phù ra. Vâng, đây là máy cái thủ Thành Lắc. Thành Lắc cầm Max C tham lai với đằng số 30. Huy có đồ bơm cho 98 nhá. Đấy, bạn Hoàng về lớp đây.
Ai có lấy tơ, ai có đánh được tí màu ba gì không? Vâng, Mạnh Hào tham lai chỉ còn 22 thôi, màu ba bắt đầu có đơn vị QR ở đây rồi và Mạnh Hào bắn phù. Mạnh Hào cánh bên này bắt đầu yếu rồi. Aichi đang khỏe quá, Aichi của Tuti. Cả màu 4 nhất chán đời, nó không ăn được vàng. Bơm 98 đấy, cho nó hồi lại đi. Và Mạnh Hào phải cầm chân đội bạn, không cho đội bạn vào. Hãy lắc cho người búp đồ. Papadakis. Và đây lạc đà màu 6 anh Huy đây. Vàng nhiều lắm, thoải mái đi. Đây bãi vàng màu 2 đây, lấy tham nó đi. Ông mất luôn con lạc đà kìa. Bạn phù đỏ quá. Tông phù lên nhà nó luôn đi em. Chờ gì nữa đấy, đứng ở nhà BL đây, hai lạc đà này nhậu đi. Đấy, phù ấy đi, phù xa. Nó chỉ vào đầu nó là nó chết rồi. Bài 30. Bơm bớt gỗ 98 đi Vy ơi. Có đồ gì thì cứ nhồi cho màu 7. Và 98 phải thủ được quân. Đứng phù cao lên nhá, nó không dám vào nhà của em đâu. Phù cao bắt bớt lạc đà nó đi, đây này. Đấy. Đấy, thoải mái, đấy phù đỏ rồi. Nhậu lên mấy con lạc đà nó chém luôn. Không sao, Huy nhà kiểu loang quăng. Không. Đây chi không dân đâu. Ôi Thành Lắc ơi, lại đâm ở đây này. Lắc chạy dân đi nhá. Đã chém rồi. Đây, chú mang đây. Huy bắt đầu có xong đơn để chơi lại phù đội bạn. Nhân lúc thế con AG nó kêu thang thì cố công phù lên. Đây, chạy. AG tạt ra đây bắn rồi. Đã đến nhà Huy rồi. Cố gắng công phù rát lên nhà màu 2 này mà phù đeo vớt đi. Các bạn không nhìn thấy hết được đâu. Rồi đấy, phù đấy con lạc đà này chơi chơi đi. Nhà này bạn xấu kiểu không sắp chân đấy, kiểu gom quân thôi. Chỉ tạm gom quân tụ lại là tươi đấy. Vâng, tham lai Huy là 31. Có gì thì búp thôi. Huy nhiều đồ em ơi. Đấy, bơm đồ 98 cho nó nở ra. Tham lai 31 đến từ gần thủ của anh Huy. Trận chiếu này vẫn gặp được 3 phù đấy. Đi quanh ruộng này dắt phù lên đây là lạc đà nó ra, ta chạy ra đây thôi. Chạy ra phù đi. Chưa, đang đánh đây. Đang cố gắng phù đến từ anh Huy. Mới phù được 1 lạc đà thôi. Một phù đen thế, 2 lạc đà, 3 lạc đà rồi, may quá. Vẫn cố gắng sắp đều một phù đi em ơi. Và vẫn đang sắp đều phù dắt lên thôi. Đây, 98 đấy, tham gia 71 rồi. Vậy 98 nở ra rồi. Nào, chuẩn bị, nó chuẩn bị ốp này, nó chuẩn bị ốp này. Đây, quân đây rồi. Bơm vàng đây anh em ơi, bơm vàng màu 7 đi. Bơm thêm vàng màu 7 đi anh em ơi. Không cần bơm thực nữa nha, thực nhiều lắm rồi, bơm vàng thôi. Đợt này cung A của Minwan, đợt này 98 mình kia vẫn đỡ được. Và có mỗi AC này lao vào thôi. Vâng, nào vào đây, kể cả thằng màu 4 luôn. Vâng, nâng cấp đào vàng. Ui, AC đông quá anh em ơi. Phải có người về đỡ đấy nhá, ui đông quá. Rất đông quân đội bạn lao vào nhà 98 đợt này. Thông tin báo về tham lai cân, 98 phải đỡ được nhà cơ. Màu 1 bắt đầu đục vào sắc mép rồi. Bơm vàng thôi, thiếu mỗi vàng thôi đấy. Vâng, cung A trên dốc đã bị chơi. 98 hơi ít, cung A chỉ có 4 nhà VA thôi. Rồi chạy thôi. Lại bỏ. Tí lại chạy về hồi. Lại ôm dân chạy một tơn nữa. Cẩn thận nó vẩy e kìa. Em mới chỉ có 3 VA này là hơi ít quân đấy. Nhà nó không gì đâu. Giờ này nó hết ruộng 98 rồi. Anh nghĩ là em về bố nhà Huy mà đóng nhà. Về nhà Huy đóng VA rồi. Và nghìn thực 500 vàng nhưng không có gỗ để đóng BA mới, nó đốt hết nhà rồi, 98 rồi. Vâng, tham lai 28 đến 98 rồi. Đây là máy cái thủ Thành Lắc tham lai 15. Có khi vẫn phải đâm y thằng AC không? Sau tuần này đội bạn sẽ xúc được sang nhà Huy không? Tham cân đấy. Tham cân màu 2 chết rồi. Anh chỉ đoán chạy lên 12 giờ, một hồi trên 12 giờ có hốc nhìn đẹp đẹp. Bị bắt nặng quá anh em ạ. Đám thang còn 19 này. Cố gắng tụ cung A. Rồi lại thóc cung A ở nhà đấy từ 98. Ôi 98 chết nhiều dân quá, tụ đi đuổi rát thật.
Bây giờ cần cả thục vàng gỗ này. Vâng, gỗ vừa chín tán trong nhà thì đã xấu quá các bạn ạ, bị nó ốp lại đầu. Mồ một vẫn đang còn lạc đà quanh quanh nhà đây. Đồng đội sẽ tiếp tục hút đồ chín tán hở nở lại. Bơm hết đồ đấy nở cùng ai ra nào. Đỡ được nhà một tơ là nó quýt. Bắt lạc đà đi em ơi. Biết là chị ta có cung A đứng tụ trên này. Vâng, được một kích cung A rồi. Thêm ruộng đi chị ta. Tham lai là 32. Mạnh Hào còn tham không? Mạnh Hào tham lai 19 rồi. Bảy chi là bạn vẫn còn nên là rất khó đỡ. Đây, bảy chi là khá là xấu. Vâng, đã phát hiện ra rồi. Và vẫn đang quấy chi của Tuti. Tuti không nhiều tay và lại còn không đeo tai nghe nữa nên là anh Hào dùng bớt bớt được 98 được. Và đây là máy cái thủ thành lắc. Máy còn là 14 đang đi quản map. Rồi quản lại màu 2. Màu 3 đang chơi quản. Huy bơm đồ liên tục cho 98 đi. Lộ quá tránh ruộng này rồi. Đúng con, đúng con rồi. Đúng tham đi. Vâng, Huy tham lai là 19 thôi. Đấy, con ruộng màu 2 đấy, vẫn hồi ở đây. Bảo vệ màu 1 vừa chết lại từ đầu. Gỗ thịt vàng nhồi hết cho 98 cho nó nở ra đi. Huy vẫn sắp được một chơi màu 2 này. Rồi, chạy ruộng. Rồi, tham lai anh Huy ở số 15, giữ dần màu 1 lại được anh Huy. Trong đó đây là máy của 98. Chị Tám tham lai 45, chắc chắn các bạn đã thông báo cho đồng đội bên phía team Liên Quân Vec biết là chị Tám đang hồi tại nhà. Với 2 tên cung A này đỡ ở nhà gồng 2 kích, xin lỗi. Gần 2 kích cung A. Đỡ ở nhà gồng thành lắp vào bút đồ cho chị Tám sóc quân ra liệu không có đủ gỗ để tăng thêm BA tiếp theo. Chị có 4 BA, 4. Và sắp đều 4A. Anh Hào quản lại bộ 4 đi anh Hào ơi. Ờ, chị Tám đang ra đều BA ở đây. Chỉ giữa người sẵn sàng quân là vấn đề anh em ạ. Bây giờ hết rồi, tham lai 55 đấy, chị Tám đang rất cố gắng ở trận thi đấu thứ hai của thi đấu thứ hai. Mặc dù chúng ta vẫn đang là người dẫn trước nhưng chúng ta cũng chịu cơ hội mỗi trận đều bằng thế này. Màu 4 đang rất to, màu 3 có khoảng tham lai 1 lít. Màu 4 tham lai phải tầm 60. Lúc nãy anh vừa thấy dân ăn gỗ màu 4 ấy. Màu 4 chắc nó hồi trong 3 giờ rồi. Vâng, về lớp là chắc là thôi. Thôi cay gì. Vâng, mọi bạn vẫn sẽ ốp chúng ta thôi. Đây, đây đến nhà rồi. Vâng. Vâng, đến tại nhà BA luôn rồi này. Lắc bảo vệ đã bắt đầu feed. Trong đó thì xe dần mặt kia kìa, mặt sau mông ấy. Đây, ủi đồng thế. Vâng, cả một bốn lao vào. Tờ này đông đấy nhá. Không, không đỡ được tờ này anh em ạ. Thôi, một đều và chúng ta sẽ với trận đấu bản lề MC đấu thứ hai ngay sau đây. Khó. Và như vậy chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp anh em ạ. Một đều anh em nhá. Huy để màu 2 nó cầm chân lâu quá. Và thậm chí màu 2 nó vẫn còn tham, nó giết ngược Huy. Egypt để cả thao nó xuyên ngược quả đau đấy. Lúc mà chị Tám bay nhà còn kiểu có cửa chạy về nhà Huy để hai thằng Egypt Minoan ôm nhau nở ra. Rồi ông anh Huy lại lăn ra chết này. Ôi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngày sau đây anh em ạ. Nhà chị Tám cũng xấu. Nhà này nó ốp vào dễ quá. AC mà đầu cánh bên kia thì tươi. AC đầu cánh bên kia thì Mạnh Hào có cửa mà dãy. Đúng rồi, AC đầu cánh kia Hào khỏe ngay. Chị Tám mới kê cho Mạnh Hào to ra. Quan trọng là chị Tám không kê được bởi vì AC đầu cánh này nó đập luôn tân đầu. AC vào đầu cánh kia thì mình còn có cửa anh em ạ. Thôi không sao, một đều chúng ta đến với trận bản đề C2 ngay sau đây thôi anh em. Bài AC nó có gì đâu, phải đâm y anh em vào lạc đà ngoáy đã đủ chết rồi, nhưng mà nó tụ được nhiều quân thôi, nó không ra dân mà. Bài là bạn chủ động là sóc quân đi ốp rồi, cần gì phải đâm y.
Y ủng gì tầm đấy, với cả không có lực, lực còn phải để búp cho 98 thì lấy đâu lực dummy nữa. Đấy, nuôi một ông dummy xong AC nó có cầm quân nó chạy đi. Dân nó chạy đi ăn hoang, nó vẫn ốp. Thì để làm gì đâu. Dummy tầm đấy là sai hoàn toàn rồi. Nhưng mà chúng ta không dummy là chuẩn. Còn vấn đề là nó gom được nhiều quân quá. Nhà ông này, nhà ông 98 thì xấu. Đáng ra là Minh Hoan phải chắc nhà kê được cho Mạnh Hà thì ngon. Nhưng mà vài số AC đầu cái này nó táng luôn tơn đầu. Ờ, ta sẽ chờ đợi đến với trận bản lề C2 ngay sau đây anh em ơi. Mới một đều mà anh em, quan trọng gì. Dù gì chúng ta vẫn đang dẫn trước 4-1 về trận. Vào đây anh em. Nhà Minh Hoan có dừng đâu mà anh em, bỏ Max C giúp cho nhà Minh Hoan. Ngay tân đầu đi dâng L rồi. Đến lúc nó ốp còn chưa khung được xong nhà lại đòi giúp vào nhà Minh Hoan. Màu 1 đã chọc ngay giò vào bãi vàng của Thành Lắc, còn đúng 3 dân vàng của Max C mà. Nhà ra Minh Hoan xấu phải chịu thôi. Map kìa, ghi là tích. Rồi, ta đến với trận đấu tiếp theo. Yes. Vâng, ban dành cho cái vụ 98. Hyper một ban một phố. Trời ơi, quýt 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 quýt. Đánh đâm cái gì? Quýt 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 quýt. Vâng, Hào cầm pho. Vâng, anh Huy trận này được cầm pơ này, Thành Lắc cầm pơ, 98 cầm ban này. Này chém cho nhấc cốp lên luôn. Về lớp cầm Katha. Tu Sở Ti là người được cầm Grake này. Khi mang cầm Grake và chỉ có ban của nhất chán đời đấy, đội bạn Tứ Quý chém đấy. Tứ Quý chém cho đội bạn, vâng anh em đánh chém thổi phù ra, bài pơ này thổi phù ra được thì cũng gây lội lắm. Nhất lại được đánh cung giờ trận này nữa, tôi đi thần kinh mất. Rồi chào anh em nhá, hello mọi người. Nhất cầm ban nhá anh em. Và đây là bài ban của 98 đầu cánh. Ôi ôi Hào. Vâng, Hào để được bảo kê, vâng thông tin báo về Grake đội bạn 3%, 2 Grake thì Grake của màu mấy 3%. Màu 5 Grake 3% đến từ Tu Sở Ti. Quá hay. Bên mình là 4 Pan và Hyper, quân này vẫn hoàn toàn rồi anh em, tứ tuyển rồi. Rồi bạn 2 Grake đi theo kèm với một con Katha nữa, phê vãi trưởng luôn. Quân đẹp quá anh em ạ. Grake trận này có khi 3-3 được luôn, rồi bạn tất cả đã chơi phù với Mạnh Hào phải kèm thêm cả cung R để đẩy cánh bên kia thôi. Chứ còn cánh của nguyên thủ 98 thì 98 sẽ tự thân vận động thôi. Em nghĩ là Mạnh Hào đẩy cánh kia luôn, trả đẩy cánh 98 đâu. Phải không anh em? Anh em đợi một chút em đi vệ sinh phát. Rồi và có quả phụ đến game thủ Mạnh Hào, ta chuyển sang những màn máy của những tay chém tuyển thôi.
Đây là bài pơ của game thủ anh Huy có bầy hươu không đồ lùa về này. Bài pơ của màu 1 Thành Lắc thì sao? Bài pơ màu 1 cũng có bầy hươu đây, đóng hết nhân đôi không đồ lùa về, hai pơ không đồ lùa về nhá. Hai pơ này có vẻ đang hơi giật dẹo. Cái pan chỉ dám có gì không, có voi về hết đầu đây. Có quả phụ để bài pan đã kích đời 7-30 gai. 19 dân pan. Và 19/20 dành cho bài toàn 7% về toàn 7% vừa đấy kìa, 8% về lớp kìa, về lớp 8%. Oklahoma, Thomas, 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 Oklahoma, Isa, Oklahoma, Donna E, Isa, Malama, Isa. Chị tám nó hoi ạ. Malama, Malama, Thomas, Thomas, Thomas. Glory. Vâng, công giáp cho ngựa rồi, chị đám ra xem, chị đám chém rồi. Bảo vệ mỗi bên lớp lên đời đi dâng lò đấy. 8%. Đây, bãi vàng, chị đám đẩy giò đi thôi. Ra xem chị đám sẽ đối đầu với ai. Hyper một pan nhưng mà hai bài pơ ra nhìn có vẻ rách rách. Công giáp đầy đủ. Hai e. Chỗ đây là vẫn hở. Em phải đen e ra mới thay được thì mới tránh bị chọc xuyên được chứ. Màu năm đây. Rồi đấy. Đi. Rất nhiều lượng đang ăn này. 83/98/20. Hai quả phụ trận hiếu này. Còn 4 sắp thực sau khi lên đời các bạn ạ. L2 không? 1A. Đó là lấy gỗ ra ruộng và chú tí dò thủ. Thế là mạnh hào từ từ từ. Và anh vậy là về lớp trong dân tầng L. Huy gặp về lớp. Về lớp cầm pơ đấy nhá. Bảo vệ có một gờ đấy tại nhà xi măng 1L1A/98 nâng cấp bánh xe thủ 1B không thủ B bãi bàn rồi bạn tự chết rồi. Bài ba sẽ đánh thẳng xuống L đúng không, chưa nâng được bánh xe sao vậy. 1L1A đây rồi, bảo vệ là ba đã ăn vàng nhưng ăn ít thôi, thằng ta đã có và thả luôn vào đây thôi. Thêm ruộng nữa 98 để lấy được khỏe hơn, chưa một vàng thổi phù thì ta đã có cung R rồi, có giò của ai đó đến nhà rồi bạn thủ 1P. Và đây là P của các bộ nam kim thủ Tuti và lạc đà đến. Chém chiếc con giò rồi bạn chém dần thôi. Đây là con giò bố 7 pan của game thủ Văn Nhất. Và nhìn thấy lạc đà thì đang chém mất dép luôn. Và có ngựa chém đến từ game thủ Tuti. 4 ruộng kín ở đây đã tính sau. Và chém thôi. Tuti vẫn chưa bánh xe đang đợi phù, đang dẫn về phù. Đây, phù đây, né luôn con lạc đà. Vâng. Ui, tí mất lạc đà máy quá, cho cung đờ lên bổ đi. Vâng, cái bên kia là sao? Thì là mặt máy của game thủ Mạnh Hào như vậy, nó đánh chắc cung thổi phù nên Mạnh Hào tham lai 30. Vâng, Huy tham lai là số là 29/36, cũng có P. Và đây là bàn máy của game thủ Thành Lắc, tham lai 27 trong một bài đi dâng lờ, có phù rồi, 3P luôn. Các bạn chỉ có một con pan duy nhất để bắn phù thôi. Thì chúng ta cứ thủ phù ra là tươi lắm rồi. Pan cái anh ấy á. Rồi xem chị tám rồi, cũng rồi đi trước. Lạc đà sẽ đi theo sau, vừa bắn được phù tu ti, con phù tiếp theo chuẩn bị ra. Rồi bắn con phù tiếp theo. Rồi rồi, đau quá, đúng lắm. Tuti gần như là sẽ dẹo thôi này. Ở nhà thì đám vẫn đang có những đơn vị cung thủ và Mạnh Hào đã đẩy ra. Em nghĩ là Mạnh Hào nên bắn cánh kia thôi. Huy cần bắn phù không? Vâng, Huy sẽ được game thủ Mạnh Hào đẩy cánh kia để bắn hộ phù. Thì đám đẩy phù của vòng 5 rồi. Bảo vệ pan mất hết dần gỗ. Tuti đã ôm dần chạy luôn rồi. Tham bài 30 đến thủ chị đám. Rồi bạn tư quý chém chẳng có vẹo gì đâu. Đây bạn vào đây nhậu đốt. Bảo vệ pan phải dụng to ở đâu? Phải dụng nó ở đâu? Máy tính đó à? Được. Rồi đốt ô cái tên này vào giết luôn này.
Vâng, bài gô em hở đấy chị Tám nhá. Đấy, hở rồi đấy. Tinh tế không anh em? Chim lợn nó phải thế chứ. Tối em có bình luận anh ơi. Vâng, Greg màu 5 coi như là dẹo. Em chưa ăn hết dần nó đâu, làm sao nó fit được. Thì này Greg công phù 98 này bệnh à. Bệnh thật đấy. Lại cả Pan vào đây nữa. 98 không thổi phù trận này. À. Tháp lại 34. Đây, tìm nhà B đội bạn thôi. Đâu nhờ? Quýt. Lắc sửa ruộng à? Ờ à, không. Vâng, như vậy là tự đít anh em ạ, bị đít. Vâng, thế mình tươi lắm rồi. Bị đít anh em ạ. Vâng, như vậy là Thành Lắc bị đít anh em ạ. Cay nhờ. Tập này đội bạn hết cửa rồi. Người đấy đánh tại nhà luôn, không hiểu định làm gì. Rồi, ta chờ đợi trận đánh lại thôi anh em. Mình nghĩ đội bạn sẽ không nhận thua đâu. Đến mệt. Trận không cửa thua, Thành Lắc lại bị đít. Vâng, bị đít anh em ạ, cay thật. Bên mình bị đít thì câu chuyện lại quân rồi. Vậy vậy Thành Lắc sẽ reset máy anh em nhá. Anh em đợi tí. Thế mình là thế không cửa thua rồi. Và mình đi họ được chọn lại, nhưng anh bảo một trận đấu 2 Greg 1 Katha thì bạn có chọn lại quân không? Tất nhiên là không rồi. Thôi không sao, đánh lại có gì đâu anh em. Mình vào đây run đường lại anh em ơi, đợi tí lên hơi lâu thôi, đen thôi anh em, uy hùng vào đây. Ai lại 3 đánh 4 làm gì anh em, cho đau đầu ra. Rồi bạn sắp quyết đến nơi rồi. Tớ đấy bảo 3 đánh 4 được không? Thầy Lắc chỉnh lại voice chat to lên cái. Ra vào chat đi Thành Lắc ơi. Chỉnh to lên chưa? Rồi vào đi. Vào đây anh em ơi. Anh em có tin là thua thế này không? Tất nhiên là không rồi. Thua thế nào được? Tầm này chỉ có thắng thôi. Chào anh Nguyễn Hải Văn nhá. Hello anh em nhá. Thế này đang một đều cái gì mà phải đi bật thế này anh em. Thắng đến đít rồi đấy. Bên này đít. Chả đánh lại. Ờ thì đít thì đánh lại thôi, có gì đâu. Tỷ số đang một đều mà anh em. Sẻ này đánh kèo tối nhá các bạn. Rồi chúng ta chờ đợi đội bạn vào trước khi đến với trận bản lề C2 thôi. Thì
Tỷ số là 1 đều, chào anh Công Trần nhá, chào anh em. Hello mọi người nhá. Chuẩn bị đánh voi điên đến nơi rồi. Có chọn lại quân không? Khó chịu thật. Còn hỏi đều anh em ạ. Chuẩn bị lên y thần rồi đấy á, tôi thần kinh mất. À, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận bản lên trận đấu thứ hai. Đánh Quốc Dũng nhá, hello anh em. Và cho son dành cho cái thủ thành lắc. Rồi, Mark Zom hit cho son đối đầu với Min Pho Pan Min. Đội bạn 2 Min, quân cân. Và Mạnh Hào trận đấu này là người được cầm Mark C. Và anh Huy là người được cầm Zoman, 98 là người được cầm Hitty. Và cái thủ thành lắc là người được cầm cho son. Bên kia là cái thủ bên lớp là người được cầm Min. Min này là Min cùng A rồi. Uti cũng cầm Min Hoan. Và ông Văn Nhất là người được cầm Pan và một Pho dành cho thủ xi măng. Quân cân anh em nhá. Và cho son Mark cân lại 2 Min Hoan, Pan Pho cân lại Romit. Quân cân ở trận tiếp 2. Đánh đôi 4 thì tôi tuyên bố luôn là đội bạn xịt đấy. Và chỉ còn Hitty 98 nó bắn cả map rồi. Đó để cho son. Trận này 98 đẩy ra đầu cánh nhưng mà Hitty đẩy ra đầu cánh. Các bạn có chém tuyển Pimran mà nó ở đầu cánh 98 tôi thấy khá quan ngại. Để cho son thành lắc ở trong ở đầu cánh bên này. Chúng ta cái thủ 98 nó được cầm Hitty ở đầu cánh bên kia. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào và đối được cầm Makelele ở trong cánh dâng lờ 98. Và cuối cùng đây là màn máy của game thủ anh Huy và đối được cầm Roma. Vâng, dâng lờ trong cái chơi thôi. Quan trọng là bài vở nó tươi tươi tí ngon. Đặc biệt là nằm vị trí cái thủ Mạnh Hào. Bài bắn trên này tươi thì tươi tốt. Đem cho 98 hai cái tổng cánh này thì tươi. Rogan, đấy, bây giờ đầu thì cho anh. Vàng đẹp rồi. Và chuẩn bị giải quyết bây giờ đầu này với đấu được cầm Makelele. Rất ổn. Hả? Rồi. Và như vậy là voi đỗ giữa nhà chính thành lắc. Tốt quá. Rồi như vậy là thành lắc có một bầy yêu một con voi rồi. Sử dụng công thiên dần bầy yêu được đưa về và cho son đầu cánh này có bầy yêu phụ gần vàng. Chỉ ta có một voi một yêu. Và thành lắc 3 voi rồi. Bầy yêu đầu khá ổn rồi thành lắc. Anh Hà bảo vệ bài khỏe, còn mỗi bài Huy thì im im rồi. À, anh Huy bảo vệ được thiếu một đồ. Bài đấu được cầm Roman này, bây giờ về rồi. Đi dò tìm nó bãi quả phụ nữa là ưng. Đưa yêu về thôi. Chắc chắn thằng này Huy sẽ dâng đầu vào trong cánh thôi. Rồi, vậy là yêu đã chết. Ố đò thì bãi quả nữa nào. 98 bảo vệ bài cũng đã đủ rồi. Một bài đấu được cầm Hitty có quả phụ chết một dân à? Không chết dân 98 thì phải rất tươi rồi. Bầy yêu con voi bài quả phụ 5 cây. Đừng rú qua nhà có thêm bầy yêu nữa kìa. Đây là yêu đầu sát từng giữa dưới thông. Và như vậy đây là con yêu bầy yêu đầu 98 kìa. Hơi yếu tí, cố tìm một voi nữa để ngon. Và 6 cây anh em. Đã nhiều đây rồi. Nói chung là có một bài thiếu khủng. Các bạn sẽ có khung của Minoan đây anh em ạ. Ô của cái rủ chi măng. Bây giờ có đánh khung hay không nữa. Nó còn nhiều được về đến chị ta. Rồi ta chuyển sang màn với Max Xe của thủ Mạnh Hào thôi. Đừng lờ và đang cầu một voi về. Lấy dân một máu câu voi. Cực kỳ tự tin. Hai quả phụ. Vâng, đang tiền thì câu luôn một dân này thôi. Bắt đầu cắt dân trường lời chị ta. Rồi, voi về rồi, cực phải luôn. Hai quả phụ này, về thôi. Đấy, bê Mạnh Hào. Bạn này dâng 2L bộ đối bạn tìm Minoan bất giá.
Đó, mic hơi bé. Ok, thì cố gắng bình luận to một chút. Chào tất cả anh em nhá. Hello mọi người. Anh em comment like share cổ vũ cho cái rủ trong team Bay Sparta. Ai? Huy dâng cái kia. Vâng, Huy phải dâng lờ cao và sâu. Huy sẽ thập thẳng vào mặt 6 giờ đội bạn. Đây sẽ BL mạnh hào. Đấy, đấu được cầm Max thì dâng lờ. BL, và đây sẽ BM. Và chỉ đang tiếp lý thịt anh em ạ. Rồi, như vậy là người 33 đến mạnh hào với 26 dần Max C. Rồi, bài đi dâng L. Khi được cầm Max C này. Đấy, BL đi dâng đây. Rồi, cấu dần ăn vàng. Huy đi dâng đến đâu rồi? Đây là Huy. Và như vậy là gặp màu 8. Đó là Tusti, người cầm Minh Hoan phía đối phương. BL này khả năng cao sẽ bị bo. Thế một E được không? Vâng, ban đầu cánh thành lăng, phải quá, không phải đầu cánh chỉ ra. Ban của anh thủ Văn Nhất. Bây giờ bắt đầu cắt dần đi ăn vàng đấy, anh Huy L2 rồi. Dò ra, chạy thôi. Bảo vệ bài phô lên muộn, phô đầu cánh của cái thủ chỉ ra. Như vậy là Minh Hoan của V lớp ở trong cánh đấy. Tuti lại chọc cánh mạnh hào cơ, từ cánh bên này đang chọc cánh mạnh hào. Thế hay là Minh Hoan ở 6 giờ. Đây, bài Minh Hoan của Tuti đây. Tuti đang đợi dò cầm giáp. Lên cầm không lên giáp. Bài vàng của bạn, không thể ăn vàng. Màu 6, xi măng. Cầm phô, đánh chém. Đoạn đánh 3 chém 1 cung. Và mình về lớp đánh cung A thôi. Vâng, thầy lắc tham bài chỉ còn 21 thôi, bị bạn chơi vào. Đập chết rồi bạn, bo anh vô luôn. Không kịp. Vâng, cho soi bài pan này 2 lờ, dạo thầy lắc này khá đau. Bảo vệ bài Minh Hoan lên siêu muộn. Vâng, đây anh Huy với tham bài 26. Màu 8. Minh Hoan của lớp đây, tìm bài Minh Hoan màu rồi đi. Tìm Minh Hoan màu 5 của lớp đi. Các bạn trong khi bảo vệ ở 6 giờ sau tuần này Huy vào luôn, bài Minh Hoan lên siêu muộn đấy. Xin tê bắn bãi vàng màu 8 đã tươi rồi. Bài bàn cánh của thầy Lắc đang khỏe, Lắc cố gắng giữ mạng lên máy xe mà chạy thôi. Ui, bán vào Huy luôn. Vâng, bắt đầu lao vào tìm về lớp, đến từ anh Huy. Đây rồi. Đây lớp đây. Vâng, như vậy là bò nhà rất kín đấy, về lớp. Này chắc phải có cả ca mới đã được. Đây bãi vàng ngoài, như vậy cầm N1 về lớp. Trong đó đây, Minh Hoan của Tuti. 1k. Nào. Đây, có ca rồi. Ông Huy đóng ca rồi. Xong rồi. Ừ, cứ solo đi. Chạy dân đi Huy ơi. Và đây là máy thủ mạnh hào. Max C tạm lại là 23 cũng đã bị thương. 18. Vâng, đâm đi, kẹp ca. Ca có chưa để vào. Vâng, 98 thì đang ngồi solo ở cái bên kia. Trong đó thì Hào đang xin quẩy để có thể đỡ nhà. BB luôn. Có Y, có A đây rồi. Trên lớp đã bỏ ra lên vàng đi. Nào, có ca cho Huy. Đó, Huy đang đợi ca. Chúng hết chém ra đây chứ. Huy đang yếu vàng này. Vâng, Thành Lắc còn giữ tham không? Vâng, máy cái thủ Thành Lắc. Bơm đi. Cố gắng xin 2 ca ra. Rồi bạn kéo hết về nhưng có Y của Mạnh Hào đây rồi. Đang bị T bắn vào. Cái thủ Mạnh Hào. Anh có quẩy thủ. Đập cái E kia đi. Quẩy của T là thủ được nhà thôi. Đã có Y thiệt đây rồi. Bàn cũng kiểu về hết đây. Apo dám thủ được nhà trong có đẩy quân không? Chỉ đang sẽ lưu lên đây cùng với đồng đội thôi. Rất nhiều tê đội bạn ở đây. Vâng, thông tin báo về Huy lộ ca. Vâng, ca này bài phô được quân. Vậy là chưa ốp được bên lớp đâu. Đó.
Rồi, như vậy Mạnh Hà resign với tỷ số là 2-1 cho đội bạn trong trận đấu thứ hai. Và hôm nay cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi anh em, đợi chút đi xuống dắt xe nhá. Bạn này sớm quá anh em ạ.
Đánh tiếp. Ok. Vào đi cắt xe bây giờ đánh tiếp anh em nhá. Rồi, em sẽ đến với trận yếu tiếp theo ngay sau đây thôi. Chung kết sớm chúng ta ở trong trận đấu thứ hai này, đội bạn đã dẫn trước 2-1 rồi. Hay chừng những người đi gỡ vâng sau tân đít định mệnh, bây giờ chúng ta bị đổi cầu anh em ạ. Vâng, với lớp còn đang chọn sẵn AC anh em nhá. Kinh đấy. Huy nháy xeng luôn. Vâng, anh em đợi chút rồi bạn đang vào nhá. Sáu tơ đi dắt xe ở dưới. Gì vậy? S đi các đồng dâm nữa, tôi thần kinh với bên lớp mất. Chạy rồi. Và bơ dành cho cái thủ Thành Lạc. Bơ Egypt Katamak đổi bạn là Egypt Pan, Min và Mark Min Egypt Pan. Chúng ta có cái thủ Mạnh Hào là người được cầm Kata thôi. Anh Huy là người cầm Egypt, 98 cầm Mark C và cuối cùng là Thành Lắc cầm Bơ. Bên kia thì cái thủ về lớp cầm Mark C. Tuti là người được cầm Pan. Và Văn Nhất là người được cầm Egypt và Minwan của Sima. Như vậy là hai chủ lực trong tay của Huy và Nhất đấy. Hai người bạn thân. Pan Bơ thì cân nhau rồi. Bạn tôi cân nhau, Maxe cân Maxe, Kata cân Min Oan hay Deep cân nhau cân. Trận thiếu này. Quan trọng nằm vị trí Thành Lắc. Mạnh Hào chui lên dưới kia rồi. Chắc chắn rồi. Lý do đến từ bài Per này đối thủ Thành Lắc rồi. Một bài cầm Per 98 thì là bài đối thủ được cầm Maxe. Cái Maxe của cái thủ 98 được cân lên lớp. Quan trọng là Egypt của Huy, Egypt của Nhất khỏe hơn thôi. Đây là Egypt của anh Huy. Bây giờ đưa về 5 con. Egypt trong cánh luôn. Rồi, có lẽ chúng ta nên xem mặt máy của người cầm Per thôi. Thành Lắc. Xin voi hiêu à. Rồi bạn có Pan rồi chứ Tuti đấy. Chưa thấy voi đâu cả. Voi hiêu này nhà khung luôn. Bơ đi tôi toàn bơ dạng. Đau. Có quả phụ ạ. Không chết dần trong tuần này. Nhưng mà mới chỉ có quả phụ cho người cầm Per thôi. Đau thế. Không có hiêu đầu luôn anh em. À đây. Mày quá tự nhiên lại giật về tuần này linh cảm huyền thoại đấy. Vâng, câu voi này về rồi. Khả năng minh oan của Chima chưa được đến khung A. Rồi đưa con voi này về, đây là end đầu cho anh. Bài cầm mơ có một con voi, một bầy hiêu, một bãi quả rồi. Đây là mình chết thật nhá. Gặp đôi sư tử không né được nữa rồi. Ôi có một bầy hiêu, một con voi, một bãi quả thì vẫn phải đi dò tiếp. Đấy Thành Lắc. Bài bơ này xấu anh em ạ. Đây Mark C của Mạnh Hào. Xin lỗi Kata Mạnh Hào có bầy yêu về. Kata 12 giờ đang có thế khung. Vâng, chiều nay sẽ có kèo anh em ạ. Tối sẽ phải đánh kèo nhá. Chào anh em, hello mọi người.
có quả phủ đến với thủ Mạnh Hà rồi, thiếu một đồ với vài cá tha này. 98 bài có gì không? 30 bài 98 đã đủ với hiệu đầu đôi voi và quả phụ. Marke, quả đầu là hơi xấu tí. Bài anh Huy sao em ơi? Huy có 7 hiệu con voi về. Có quả phụ cũng trên 1 dân. Như vậy chúng ta có 2 nhà trên dân là anh Huy và Thành Lắc. Rồi là bác sẽ huy thủ 98. 7 hiệu đôi voi bại quả. Rồi. Rồi cùng xem trận này thì 98 sẽ đối đầu với ai. Đội bạn có Max Xe ở tay thủ với lớp nhanh em. Vâng, 3 đánh 4 thì cũng đánh được, nhưng mà đánh thế làm gì đâu anh em. Tù ra. Chúng ta cứ sánh 9 quýt rồi đánh lại cho chắc. Chỉ bằng 9% kìa, 26 dân kìa. Bài Minoan xấu đấy. Bảo vệ bài Max Xe về lớp 5% bài đẹp rồi. Mark bên mình thì cũng có hơn đâu. Cấu chuẩn bị đóng nhau điều kiện thôi. Thêm 7 hiệu để làm lực sau khi lên đời đấy, cái vụ chi 8. Bảo vệ bài pan của bạn cũng mắc. Vâng, 5 kẹp xăm về lớp. DLBM đến cái vụ chi 8. Vậy bởi vì ở đối phương mới chỉ có về lớp lên đời thôi. Chúng ta đang có Mạnh Hào và 98 lên sớm. Và khi đời 10-05 đến 98 với 23 dân mạc. Thầy Lắc kích đời cho anh. Và Thầy Lắc chuẩn đến kích rồi. Và Thầy Lắc kích cuối 10. Trong trận thiếu này. Đây là BS ăn vàng của 98. Đấy cũng xem 98 sẽ đối đầu với ai. Giò đã có đẩy đi luôn. Hai kín vàng. Chỉnh lại dân ăn vào tôm nó chắc. Đẩy con giò đi, chúng ta cùng xem chi tám. Đây rồi, như vậy màu tám. Pan luôn. Đã có giò đến nhà chi tám rồi. Ăn được một dân pan, trọng xuyên được. Thấy cả bãi quả đối phương nữa. Thủ ti làm trò gì đây? Vẫn hở nhá. Bao giờ bạn đang bó kín mặt này. Trên một dân lẻ bên ngoài rồi. Hình như bãi gỗ em kia hở đấy, đúng rồi. 24 đến 98 1 tờ thôi. Pan đầu cánh này và đang chơi 98 và báo về bài của Pan cũng bình thường thôi. Phải quá khỏe và lên đời muộn hơn thôi 98. Báo về 17 dâng A. Rất chán đời như vậy, Minoan đánh cung A đấy. Ôi lộ mất tân dâng gì. Bơm tân gỗ này anh em ơi, màu rồi. Và đeo màn máy cái thủ Mạnh Hào. Rồi. Ban đầu cánh của Huy đấy. Một tí thủ Min lên muộn để đi bên trong. Màu 7 không xong được quân đâu. Vâng, Max Hill mới hấp ra đi, Hảo có y đấy rồi. Cứ chém văn nhận đã tính sau. Và bảo vệ bài pha đang chém thủ với Simang cầm Minoan. Vâng, lại cái bơm thịt cho Mạnh Hảo để Mạnh Hảo ra được y và nâng ra cho y. Và đeo máy cái thủ Thành Lắc. Bài cầm bơ tham này có 17 rồi. Phát hiện ra dân màu 6 Minoan này, ui. Ngựa chém đâu anh? Rồi chém đi. Bài Minoan này đánh kiểu ăn hoang xong quân ở đầu này. Rồi cố gắng bắt dân người cầm Minoan đi. Nó chưa cung nhiều cung đâu, bài màu... Bài 3 nó chém thủ màu 8, nó chém thủ màu 6 đấy. 7 kìa. Rồi chém thôi. Có cả giò 98 đây rồi. Và 98 đang bị chơi ở nhà. Màu 8 bắt đầu có cung rồi, bắn vào bài vàng 98 rồi. Có y xiên bài pan này. Có tên nào ra thủ nhà 98 không, nhà chính? Đang đơm y màu 8 đây rồi.
Và bị bán bãi vàng ra này khá đau đấy. Chỉ là bài minh mang kiểu đánh gom quân bo nhỏ này. Thôi bỏ vàng thôi. Thôi đi dù nhà đội bạn thôi. Và đây là máy win của anh Huy. Đẩy cung chưa? Và Huy bệ lủng nhà. Bởi bầu 5. Về lớp cầm Max C. Rồi bán được bãi vàng. Ban rồi. Ban xong rồi. Ban Huy bán hết rồi. Cố gắng tụ quân em ơi. Cơ cấu lại đi. Đây bỏ 8 đây. Bắt đầu bung dần ra được rồi. Ui à. Vâng, cả bộ 7 dâng A và bắn Huy nữa. Đỡ nhà đi. Ui, bị 7 E kìa. Huy cố gắng đỡ tờ này. Và Mạnh Hào cầm Katha tham lai là 33 cơ. Về lớp có một cái hốc ra Y thủ, nhưng Mạnh Hào có Y và Y Katha thì nó trâu hơn. Kiểu gì mà 7 sẽ lộn về bắn Mạnh Hào thôi. Và đây máy thành lắc. Vâng, đây Y đây. Rogan. Chỉ đã tạo lại 22. Có chém đi quản. Vâng. Và chém dân dân ăn hoa này của Tuti đã. À, xin lỗi của thủ dân chán đời đã. Đi. Vậy. Rồi. Tốt. Đợt thời rất tốt để mình lăn. Chặt đi, chặt đi. Glory, Oklahoma. Oklahoma. Rồi. Oklahoma. Đây thủ bây giờ đây. Hy vọng bên lớp không để ý. Rồi vào rồi nhá. Ok đến. Đúng lúc bên lớp biết anh em ạ. Không vào được. Huy đây tham lai 58, vậy phải bung ra to hơn. Đây là giỏ cái thủ 98. 40 dân rồi kìa. Vâng, bung nhà chính ra đấy anh Huy. Vâng, đã bị màu 8 ngoáy. Và đây màu 8 đang lao vào nhà anh Huy. Ban. Bắt hết lạc đà đi, nó không còn nhiều đâu. Cố gắng bắt đi. Trả lại 60 đến từ thủ anh Huy. Và cả bộ 7 nó ốp Huy này. Xấu quá. Vâng, Maxi admin nó nở ra nhanh thôi. Vâng, bị bộ 7 nó chạy từng vòng quanh nhà thế này. Chết tôi không chứ này. 18 thằng lại 28. Thế đang khoai hơn thì chúng ta. Vâng, máy Mạnh Hào còn bị cung A đẩy á. Bên lớp còn nhà, bạn còn nhà. Huy thì không ra được khỏi nhà. Hào vẫn đang chơi về lớp thôi. Đang 34 đấy Mạnh Hào. Bác sĩ bắt đầu chiến thường nhà của anh. 3 y nhờ người cầm Katha. Thế đi ốp đi. Ai còn vàng bơm cho Huy kìa. Tiền nốt nhà anh thủ về lớp. Chính 8 thằng lại 30. AK và nhà đội 3. Ông Huy chắc đang bay được bài Huy này. Tham lại đang 17. Và để nó chạy vòng tròn quanh nhà này. Tham lại đè. Bắt buộc là phải ốp rồi. Tại vì là không cơ cấu được anh em ạ. Bầu 7 đi dâng A. Không đỡ
rồi, nhân số điểm bắt đầu quay, nhân đầu dài bắt đầu quay lại rồi. Nào, nào bắt đầu lủng hốc của bên lớp rồi. Rồi chiến bay hốc này về bên thủ bên lớp đi. 3 BI đến thủ Mạnh Hào lên thêm 4. Rồi bay nhà bên lớp mà xong một tên vào hốc và nhà đi mang đi thôi. Màu 7 kéo toàn bộ cung giờ về thủ. Tham lại vẫn đánh được. Còn máy của thủ U98 của tớ muốn đâm đi vào nhà đầu bạn. Bây giờ có ốp màu 6 không? Đây 2k đây. Vâng, nhưng mà anh Huy ít quân quá anh em ạ, tham lại 65. Huy tham lại 65 rồi. Đẩy một tơn đi, còn một tơn đứng ở nhà. Tơn đẩy đi của em chưa được một kích này thì làm sao mà ốp được bài minh oan này. Có 2 BC ở đấy. Hai ca rồi, chúng ta đã một đi. Chỗ ốp minh oan này anh em ơi, ốp minh oan còn đánh tiếp được không thì thua. Ờ thì kìa. Chỉ 80 ca nó ném em ơi. Lên 4 xong rồi. Của xi măng tơ này, Huy đã bắt đầu bị Maxe đâm. Màu 6 lên muộn này, không chơi nó luôn. Bài màu 6 lúc đầu đánh kiểu bò nhỏ, không anh em nào chơi nó sớm. Thôi, đến với C3, C chung kết thôi. Tầm này là hết cửa rồi. Đến với C đấu thứ 3, một đều với C anh em nhá. Chờ đợi C đấu thứ 3. Tưởng Nga đây còn bắn minh hoàn. Bài màu 6 đấy nó chả có vẹo gì lúc đầu. Dâng màu 6, dâng Nga tên này thằng màu 6 chết luôn rồi. Bo nhỏ đi ăn hoang lúc đầu có gì đâu. Thôi ta đến với thi đấu thứ 3 anh em ạ. Để màu 6 không lên đời cần map. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu thứ 3 anh em. C3 thôi anh em. Rồi, ta đến với trận đấu thứ 3 nhé anh em. Katha và Seng. Hai Seng à? Ba Seng à? Vãi thật, toàn Seng anh em ạ. Và có mỗi anh Huy cầm quân ngu nhất đấy.
Lắm xem quá. Vâng, về lớp trận này cầm Greg luôn. Tu Sơ Ti là người được cầm Hitty. Vâng, si nhất chặn đời cầm Baby và một con Hitty của Simang. À, Egypt của Simang như thế rồi. Vâng, toàn xem được mỗi Huy cầm Kata anh em ạ. Toàn xem ba xe anh em ạ. Thế hai bị đít tơn thua. Đau quá. Ở đây Kata ở trong cái tám đầu cái rất nhiều này. Mạnh nào cũng xem đầu cái lắc trong cái cầm xe. Và đến bài tàu. Một mình thấy lắc đánh cung rồi. Xem hết thôi. Huy tăng lờ vào trong cánh bổ thôi. Vâng, chả nhẽ bây giờ lại chat với bên lớp là thôi. Vâng, đây bầy hiệu ấy từ cái thủ mạnh hào bài xem đấy là kiểu thôi. Hoàn toàn thể đóng nhân đôi đang cả hiệu cả vàng, nhân 3 luôn. Hai quả phụ là bài đủ đô luôn. Tìm cho có bơ con voi nào trước cửa nhà đấy luôn. 3 xe ăn luôn anh em. Rồi bắt đầu cắt dân đi ăn, bắt đầu thủ mạnh hào. Phải được cầm kèng nữa anh. Quả phụ bây giờ thấy rồi, voi về rồi. Đây BG đang quả phụ đầu tiên. À quả đầu, nói quả đầu có 6 cây đấy cái thủ mạnh hào. Anh đang đi dò tìm đêm đồ. Tìm 8 cầm xeang, chẳng hạn em bây giờ về quả đây rồi. Tiêu 5 con, chuẩn bị đóng cái S đầu thôi, đủ gỗ rồi. Thêm 1 E nữa. Và tìm kiếm chiếc S đầu tiên, thiếu 1 gỗ. Tìm 8, chém đầu cái. Mình lắc xe bài cầm cung trong cái lực xe của con voi. Chúng xe bài đẹp lắm rồi. Và cũng vừa của Hitty, vừa của Egypt. Và đưa đồ con về. Anh Huy thì là người được cầm cát ha rồi, đúng nhất. Thì yêu đưa về con voi. Lần này đôi bạn chứ thể là quýt chứ đánh cây gì. Rồi có quả phụ luôn đấy Huy, bài bài Huy cũng được rồi. Bài hào đây, quả đầu quả phụ voi hiêu đây. Rồi bài bài hào sẽ đánh cung vào Huy chứ người chân lờ. Đây có hai cung, chẳng ra bài hào và thấy lắc. Đánh hai chủ lực cũng được. Càng tốt thôi bởi vì bài Huy cũng đã lên được rồi, bài Huy có đồ đấy. Voi hiêu quả phụ quả phèo đấy. S đầu có rồi đấy. Huy tăng lời, mấy hào đánh cung là mát bêu luôn. Rồi, cực cho hết đầu như anh Huy. Quả phụ đây thiếu một đồ nữa. Rồi dò lại những cái chân đen gần nhà nữa. Có thêm E không? Rồi, đánh 2-3 dần anh Huy thôi. Đây có đôi voi nữa này. Thêm E luôn, thấy đôi voi này 25 dân ngay. Tội gì. Tự nhiên thấy đôi voi này. Quả phụ 6 cây luôn. Còn phải giết cả sư tử trên đường để tí nữa câu voi về. Đi ý thật. Vâng, câu voi về thôi. Trận này lại đi ý thế nhỉ. Vâng, kinh trời rồi, 7-50, 25 dân. Như vậy là cố tình giết sư tử để sư tử không cắn dân, nhưng lại để voi húc chết dân thì là buồn cười lắm. Vâng, quay đầu. Rồi, đi dâng lờ thôi. Ây à, cầu đôi voi luôn đấy từ Huy. Giật giạt, ây à, đau á. Cái gì? Sao đây? Vâng, đây là máy mạnh hào, có mấy câu chuyện gì xảy ra? Mất một cái quả anh. Ờ, đóng nha điều kiện, đây là BM, đây là BA. Đến đời rất sớm, cân thành lắc. 98 tầm này thì cũng kích đời, 935. Ờ, BM. Toàn cung kích 9, toàn chém kích 9 thôi. Có mỗi Huy kích đầu 10 anh em ạ. Ờ, đây là máy U98. Lò đã có và đẩy đi luôn. 25 dân cộng 1 á? 946 á? Vãi. Vâng, mạnh hào 25 dân cộng 1 kích 946 kiểu gì nhở? 25 dân cộng 1 là 949, 950 mà.
đánh ra được 946 đây, Greg đầu cánh này nha, về lớp nha. Ôi, quýt. Và ôi trời ơi, quýt. Rồi, tỷ số là 1-0 C3 đã chết thôi. Và hồ quýt là phải quýt ngay. Về lớp đang gõ nhà điều kiện mình chỉ dám đấm thẳng mồm thì chẳng quýt. Và sao Mạnh Hào chỉ kích được 946 nhỉ? Ảo thật. Rồi. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai, trận đấu thứ ba thôi. Chọc cái là quýt thôi anh em, đánh đấm cay gì, quýt. Hò lên là đội bạn quýt thôi anh em. Lớp soi tham thấy bên mình lên đời hết thì chẳng quýt. Bốn nhà lên đời. Huy Sứt lên đời cân với cả những nhà lên sớm nhất bên phía bên bạn nữa. Ghê đấy. Mười sớm luôn. Ôi. Nào làm nhanh 3-0 C3 nào. Siêng. Ở lại siêng này. Oh. Quýt. Rồi rồi. Và Mạnh Hào trận đi đâu đây. Là người được cầm AC. Huy cầm AC. Và Thành Đắc là người được cầm Summer. Bên kia thì bên lớp là người được cầm IA. Puti là người được cầm Mark. Xem. Văn Nhất là người được cầm Baby. Và Xi Măng là người được cầm Hit. Hai AC một xem. Hai AC, một xem một Summer. F3 đi Tuti. Nhớ map. Đang một đều về C. C2 tự nhiên bị đít cái đổi cầu tin luôn. Bên kia hai Greg một Kata, bên mình thắng đi đít rồi thì Thành Lắc bị đít thế là đổi luôn. Thành ra tịt. Đáng ra là 2-1 trận đấy là trận xong là xong rồi. Đi dò thôi. Con đẹp quá. Xem ở trong cánh luôn. Đây là Mạnh Hào cầm AC ở trong cánh luôn. Và đây là Huy cầm AC đầu cánh, các đánh chém rồi. Lắc thì đương nhiên là đánh chém như cầm Summer anh em. Rồi 98 quýt nhập à? Láo thật, lộ lắm. Rồi lùa hiệu về rồi. Hy vọng là Thầy Lắc và chị Đám thể thông cái này sớm. Rồi bạn cũng có chém tuyển thì chúng ta không thể chủ quan được với con IA mà tôi đang thủ bên lớp. Uti thì lại còn được cầm con Maxi. Vậy là 98 dâng lời cho Huy với cả Hào đánh cung á. Tôi đã cứ thấy Huy Sứt cầm cung nó cứ kiểu gì ấy. Đây là Huy Sứt. Và yêu đưa về 6 con. Lại Huy chém đi. 98 đánh 98 đánh cung để tí nó còn chuyển cung A nếu như đội bạn nhiều y. Chắc nó phải như vậy. Chứ bảy AC này thôi. Xe đầu cho em, đã kịp bắn cái đầu cho Huy vì có thêm trận này thôi. Mọi người cầm AC mà thôi, bán máu cho đồng đội. Vâng, bảy AC của Huy mới chỉ có 7 heal, 2-7 heal. Lại em đầu. Cố tìm thêm một đồ nữa để em đời nào. Bảy quả nó nằm đâu thôi. Huy chứ, Huy chỉ tăng 7 đầu Huy. Và giữa nhà. Chỉ đánh vũ thôi nhưng Huy chưa thấy gì. Có voi đây rồi. Đôi nào. Đôi voi đây Huy. Đấy. Câu về luôn thôi. Ôi 3 voi luôn. Thế thôi có gì ăn hết đi nhá.
Isa, Isa, Larry, Rogan, Rogan. Cầu bố về về gần thì BS ăn hiêu kìa. Như về nhà chính chứ cầu đi đâu thì cầu đóng ăn voi luôn đấy. Chắc này. Đóng ăn luôn vì đây dân đây chi cầu cũng mệt đấy. Chỗ này cũng chỉ là bốn voi luôn. Ok, ta tính sau. Oklahoma, Isa, Alamos. Cố thôi. Khung nhà đẹp rồi. Kín luôn đấy. Kín luôn rồi. Kín luôn đấy. Thế đội bạn là Mark Ia Baby Hit. Cả rừng cả vườn cũng kín luôn đấy. Bê đây rồi. Bên lớp thì chỉ cầm chém chứ cùng cái gì, anh lớp cháu gà ở đấy mà anh em là còn cầm chém 9 trận thông. Đám em đài chọn đồ bốn đúng bầy hiệu bãi quả rồi. Ở Huy có bãi quả phụ này em. Bài Huy còn cả bãi quả phụ đấy anh em ạ, à. Lên đời trong có lực đấy. Hai chi một cái. Để máy lắc. Như vậy là một bài kích tầm 94x và 945 đến từ Thành Lắc với bài 23 dân Super King nhờ. Và Thành Lắc lại kích 9 ạ. Tôi thần kinh mất. Giò luôn bài 4 voi, 5 voi Thành Lắc. Một e nữa kín vàng rồi. Một e nữa kín luôn. Kín luôn à, tổng giáp luôn. Ba ruộng luôn. Nào đầu cánh thì tạm biệt nó đi. Bảo nó nói say goodbye đi anh. Ui, toàn 8-7-6% kìa. Một bạn lên đời cũng sớm đấy, IA với cả Nitty lên sớm đấy. À đâu, IA với cả Văn Nhất là cầm gì ạ? À, Tuti chứ, IA Max chơi lên sớm. Chưa gặp ai, 3:00 gặp gì đến nhà thì mẫu 4 ở đây nhá. Tú sở ti Mark C ở đây rồi. Tí nữa thì chỉ đã tiếp theo cũng thấy lắc chiên nhưng mà nói chung đây nó cũng ra một mơ thì chả sợ cũng L thôi. Nó bị thủng B. Chi đánh vã 2L tí đợi chi đám đi cùng với xã nó. Và chú tì kiểu gì là vì nó bắt đầu vào nhà em nhá. Một giò đây. À không, nó vẫn đây, vẫn đây, vẫn đây. Và anh báo nó lên đời rồi, sống phết đấy, bài kích 9 đấy. Thì bãi vàng nó mới chỉ 98 thôi anh. Đặt đằng xóa nó mới ruộng đây rồi. Đây bãi vàng đây này. Đi mà AA đấy. Đi đấy, qua trên không đấy. Huy à. Và Huy đang chiến thực lên bánh xe nhưng mà đã hình như là bị đấm. À màu 1. Bên lớp cầm nhà ở đây. Dân đây chi chuẩn bị bánh xe rồi. Nâng chưa, nâng chưa. Vâng, như bạn đã chưa nâng bánh xe. Mày láo này. Khô máu luôn chứ còn gì nữa. Mày đắp 1P ra cho anh. Mày đắp 1P ra cho anh. Khô máu luôn đấy. Á á này. Vào luôn, vào hở rồi. Vâng, nó bo rồi. Vâng, nâng cầm bánh xe. Thế thì nâng bánh xe thôi. Giữ dân. Đập trên con giò đi. Và bảo vệ đoạn từ Cami và nhà Thành Lắc. Đấy nó đen đen ra kìa. Vậy vào luôn. Nào, làm sao. Làm sao. Chú dân chạy vòng tròn. Mình dân Summer sợ gì. Đập luôn. Vâng, bổ thẳng bộ luôn. Đập luôn. Làm sao. Làm như nào. Đập luôn con dân luôn. Đúng rồi, một e rồi. Mạnh Hào bắn đi kìa. Mạnh Hào gặp chém nó kìa. Tham lai cũng là 21 đối đầu với lớp. Trong khi đó đây máy game thủ anh Huy. À máy 98. Có 3 đông lạc đà đấy nhá. Đây bạn rồi. Có 3 đó là game thủ nhất chán đời. Một bài đó được cầm baby. Và còn Hitty chỉ mang là đánh chủ lực. Là có 2 chủ lực. Có đây nó đâm y luôn. Đây rồi. Và như vậy là bắn nhất. Nhất chán đời đây. À, biết lớp rồi. Một giáp 2 nào đấy. Và đây là Thành
nhật. Đây. Đấy, bạn đi, con tôi này đi cho bác sĩ có tỉ đi. Có y chiên nhà Thành Lắc rồi nhá. Xem y chiên ba cho anh ơi, nếu chưa chiên thì không phải chuyển cung. Đâm thằng nào. Có bài quả thì liên hoan đi. Màu hai bắt đầu gửi quân ra rồi nhá. Y nó đóng trước cửa nhà Lắc kìa. Màu hai đẩy cung rồi kìa. Màu ba đông lạc đà đấy. Như vậy mình có phù để phù chém bên lớp rồi, phù đi. Đấy. Ôi đây dân màu 1 này. Bên lớp kìa. Chuyển A đây em ơi. Chém con chém nó cứ chạy vòng tròn đi Huy. Đó. Đó, đó chém vào đó. Lại bên lớp đi. Bài là đồng đi được anh. Bác sẽ bảo vệ là fit và quýt. Quýt. Rồi, như vậy là tỷ số là 2-0 C3. Tưởng lại đít phát nữa thì chịu đấy. Tưởng lại đít thì chịu đấy. Nhưng cái gì khác biệt lắm. Còn mỗi màu 2, bài màu 2 kia thì cũng rách có cái gì. Ông xi măng này. Mình hai chủ lực đối bạn còn một chủ lực làm sao đánh được. Bên lớp thì cũng dẹo rồi. Bài Hào tự nhiên là khung luôn. Có cánh rừng bên nhà anh Huy. À, cái con vực bên nhà anh Huy thành thơm luôn anh em. Khung vào mắt. Không thể đứt xích ngay. Ông Hào tưởng là Huy ở cánh của 98. Thì mới bảo là Lắc à bảo em dâng lên rồi Huy. Đấy cung về lớp bổ chết ngay. Ờ bây giờ yếu hơn chặt rồi còn gì. Ngay tuần đầu Huy đã chém chết là ngựa chém nó làm gì có ngựa chém đâu. Ba C thôi. Hô cái gì cứ quay khắp mọi nơi tự nhiên hô hô lên cũng là chém ông Huy ạ. Hai con ngựa chém gấp ngay luôn hai con lạc đà. Chịu đấy. Chị nào cũng vào đây. Áo nốt trận nào. Nhà bao việc. Còn xeng nữa đây này. Còn nữa đây này. Xeng tiếp đây này. Lắm xeng à. Xin con nữa đấy. Nào xeng nào. Xeng nữa đây này. Summer này. IA này. Ôi tí ra xeng anh em ạ. Ôi ơi gờ đấy cho son này. Quýt. Đánh cái gì nữa? Quýt. Vâng. Mạnh Hào trận đấu này là người được cầm Summer. Anh Huy là người được cầm Pan luôn. 98 cầm IA luôn. Thành Lắc là người được cầm Summer luôn. Bên lớp trận đấu này là người được cầm Summer này. Tu Sở Ti được cầm Grex này. Vâng, Văn Nhất là người được cầm gì đây? Cho Son. Và cuối cùng là Xi Măng là người được cầm Phô thôi. Rồi, bên lớp cầm Sum. Bây giờ bài Mạnh Hào nghe vẻ căng đấy. Ăn voi luôn. Rồi. Thôi thôi thôi. Cứ giật mình. Quả đầu thấu đây chúng ta bú voi luôn anh em nhá. Bài đẹp nữa tươi rồi. 98 cầm IA. Đáng ra bóng này bóng xe anh em ạ. Nó nhảy dòng dân IA đấy. Ai. Ai không để dân. Ai không để dân em ơi. Và đây là fan của Huy. Vâng, đánh đấm cây gì? Quýt. Vâng, ok, anh Đạt Trinh cảm ơn anh đã gửi tặng game thủ Thành Lắc 25 sao. Thành cho anh rất nhiều. Nhiều quá anh ạ.
quả phụ luôn, bài pan này tươi nhá. À, Huy ăn được quả, Huy ăn được quả phụ trước em ạ. À, đây quả đầu, quả đầu hơi xấu, chỉ giò thôi. Có kẹp thăm đấy, có bầy hiêu đi Huy, lùa về thôi. Ôi gần rừng, ôi có voi, có voi luôn, đỏ đấy nhở. Đỏ đấy. Tiếp theo các bạn đã cho mọi người đấy, khô và summer anh em ạ. Lucky Nova. Hai T một giò vào thẳng về lớp luôn đi. Được không? Hai thằng Hào này chém với đánh cung anh ơi. Còn ba mạnh Hào này chưa biết đánh gì anh em ạ. 22 cho 24. Đây quả phụ đây. Vẫn ẩn số lắm chưa biết đánh gì. Nói chung là phải chơi chết về lớp đã. Ôi bị ăn thanh rồi. Alamaz, Zokanta. Rồi đây bây giờ mạnh Hào đứng đi đâu? Đứng cái gì? Kích vào dân này nhá. Rồi chỉ đảm bảo về bài khỏe, dâng bổ trên bên lớp ngay đây, gì này. Alamaz, Zokanta. Mạnh Hào mới thấu dân dân rồi. Đánh cái gì đây? Thomas. Chơi bóng BS ra tránh hiện tượng bóng phủ anh em. Về lớp kẹp xăm anh em nhá. Huy vừa đóng cái nhà gì đó. BG nữa à. Ô đánh cung về lớp anh kẹp rồi. Thêm BG nữa Huy để bổ quả đầu. Thủ bổ thật sự luôn. Donna E.
Hai dấu ấm. Zogontas. Omus. Omus. Màu 2, Huy gặp xi măng. Xi măng là người được cầm phô đấy. Nhìn thấy rồi. Đấy rồi, về lớp đang chết dần đây rồi. Em lộ ấy rồi đấy, lộ hai ruộng rồi đấy. Bo lại đi. Rồi bo rồi. Tham đại 32, chúng ta quay của Yali đi. Đây là máy game thủ anh Huy. Anh Huy. Một P. Thủ một P đây Huy. Đối đầu một ai đấy, ông không đi dò nhà đối thủ đi à? Vâng, 34 dân mà lại dâng Nga. 34 dân nó thóc dân kìa. Và một một đây, trong khi đó đây máy chi 8 đã vào bổ bài phô công năng. Ờ, phô dâng Nga thật này. À không, nó đánh Nga tại nhà em ơi, đi đi Huy ơi. Đánh Nga ở nhà đây, đi công đi. Phải đánh tôi, đứng lạc đà thủ này. Thì bây giờ đi công được rồi, được chưa? Bài chi băng này xấu đấy. Thế Lắc có bị gì không? Vâng, Lắc cũng kiểu đi dò lại nốt nhà về lớp mà bắn thôi. Nhà xấu lắm. Nhà mình không đẹp. Lên giáp 2 đi anh ơi. Chém đi chỉ đám cầm kìa. Ở nhà lơ. Anh lên giáp 2 đi. Vâng, bảo vệ màu 2 yếu rồi, Mạnh Hào có bãi quả ở đây, thì em mang tham 3-4. Đây là chém màu 4, rất chán đời. Rất chán đời là người được cầm cho thon thôi. Phù thôi. Và đây là máy của Huy. Tham 2 là 25, đây màu 1 đây. Màu 1 là Tushati, được cầm Gorek, làm cái trò gì đây. Gorek đánh thủ à, có bánh xe này, có phù. Hay à. Chán thế. Vâng, là 25. Đây, Mạnh Hào đang bắt đầu bị màu 2 đẩy này, cô đẩy này. Vâng, bảo vệ màu 2 nhà bay rồi. Cố đỡ đi, màu 2 nhà nó bay rồi, nó chém phù cho màu 4 thôi. Vâng, đây, chị 8 cầm IA toàn chém 4 luôn. Ở nhà bắt đầu bị quản vàng bởi cái thủ bên lớp. Bố. Dặm 3 cái khung đường rách này. Đây, cả ruộng cũng mang rồi. Bay hết nhà, màu 2 bay hết nhà, thì các chú đỡ được tươi đấy. Phụ quân anh người lên giáp đi. Rồi, đốt hết ruộng nó luôn. Và màu 2 mày quá rõ lỗi đồ, chết dở. Bảo vệ tham lai đang cần thôi. Màu 4 cho son. Bơm vàng cho thành Lắc lên giáp 4 đi anh em ơi. Dình dình bắt được quần màu 2 cơ. Màu 1 vẫn đang còn nhà đấy, Huy cố gắng để cung R ra bắn phủ giết màu 1 đi em. Solo với Greg rồi đấy. Đây, đang tải màu 4, màu 2 chết rồi. Đã bắt đầu tạt vào đánh cầu 4 bên phía đô la. Đây. Và đây là máy của anh Huy. Cầm 3 solo bây giờ đấy. Có cung cờ bắn cung. Và đây là Thành Lắc bị ốp. Vẫn cứu thì hô lên nhá. Và là bắt bây giờ thoải mái tham lại 4-3. Có 2 bỏ nhà rồi. Tạm 4-2. Và đang dĩa lạc đà bên lớp. Lớp cầm bơ lên trên giữa này. Lắc đang dĩa được bơm vàng cho màu 6 lên giáp 4 nhanh em ơi, nó bơm chém quá này. Rồi, nâng giáp 4 luôn. Ở đôi voi bú luôn. Rồi, bên lớp ơi, anh làm gì đây? Anh lớp ơi! Và Mạnh Hào thì bảo vệ tham gia chỉ còn là 2x thôi khi bị màu 4 chém và màu 2 đẩy. Màu 4 bình thường thôi, màu 1 thì... Sao ông Huy không solo được Greg à? Rồi, thế thì còn nghe được. Thế từ từ là hơi lâu đấy. Vào màu 4 đi, chị Tám ơi, Hào đến rồi. Vào màu 4 đi anh Hào ơi. Màu 4 vào hết Thành Lắc rồi, nó 3 đầu đấy nhá. Vâng, Thành Lắc lên giáp 4 rồi anh em, dĩa đi. Giáp 4 rồi. Go 2. 3 rồi. Màu 2 đứng thủ màu 4. Nhưng mà cả 98 cả Lắc vào. Mày đau 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 đau. Mày dân Summer. Đợt gỗ 2 chưa? Chiều gỗ 2 Thành Lắc. Ui màu 3 vẫn còn đông lạc đà phết đấy.
Rồi, nâng cấp gỗ 2. Cư dân. Màu 3 vẫn đang chăn thành lắc mà chăn em ạ. À, 4 vẫn dụng chính đấy. Làm bảo vệ giữ anh Huy là vừa đánh đá chết. Máy cái rủ anh Huy. Rồi. Nào bây giờ thằng nào nó láo để gọi thằng Huy sang nào. Đâu thằng nào to. Đâu. Vâng. Vâng, M1 chết rồi, anh ông Huy ông lên hộ tôi thêm 4 cái nhá. Vâng, thằng 32 đây anh Huy, 2L đều này. Nào bây giờ bên nào to, mày bổ luôn anh. Cung M2 mày bổ luôn. Vâng, láo á. Cái gì? Mày vào đây. Mày vào đây, tôi cân cả hai luôn đây này. Vào đây. Vâng, bổ luôn. 53 con chém rách, 5 con cung R4 này. Đứng đây. Vâng, bổ luôn. Tơn ở nhà đâu rồi, lên đi em, chém nó đi. Vâng, lên chém luôn cho đội bạn Quýt có thể. À Hải Vazio ơi, à từ đây rồi. Vâng, cứ từ đây. Đâu, mày đứng lại. Vâng, đâu, mày đâu. Ôi dồi em ơi, như này à, vào chém nó, đâu, làm sao. Bây giờ như nào, mày đứng lại. Vâng, bổ cả hai nhà luôn đấy, làm sao. Đứng lại. Vâng, này, láo này, bổ cả phô cả gờ rách luôn. Và tuổi gì? Tham lai 27 đấy, chú anh Huy chém bay rồi đấy, chém bay BL, chém bay BB, chém hết đi em. À, đâu, màu 2 có cung, té. Còn màu 2 còn mấy con cung rồi thôi. Ờ, cứ chạy đi, giữ thôi. Vâng, giờ đấy vẫn còn mấy con cửa chém này. 98 tham lai 14, chém khô máu màu 2 rồi, màu 2 bay rồi. Vâng, bài khô này không nở được đâu, nhưng mà nó đang tụ được đông quân đấy. Nó tụ đông quân đấy nhá. Vâng, hào tham 27. Đây này, nó đông chém lắm này. Vâng, báo về 13 chết hết lạc đà. Vâng, phù đi. Rồi, phù đi. Vâng, thông tin báo về thì đã bắn hết lạc đà đội bạn rồi. Đang tham lai 56. Có 2 nhà xấu sắp đều quân đi. Tăng A đi. Còn chưa tăng được A nên lên bản đồ kiểu gì. BC. Có tơn vàng lên đầu máu nào. Máu 6 nha. Ờ, lên bản đồ trước mà nhìn cho dễ. Anh em có vàng bơm màu 6 này anh em ơi. Duy có bơm vàng được không? Thả 24 có chém chết rồi đấy đi. Vâng, đã muốn giết hẳn gờ đấy từ anh Huy. Đi đâu đây? Vâng, quan trọng là thành lắc bị vào tên này này. Đang lên rồi. Cục quân đi, mới chỉ có 3 thôi. Cẩn thận là nó đó. Nó ấy đấy. Cả thằng màu 2 nó vào anh đấy, lắc ạ. Cẩn thận. Đầu máu. Vâng, đừng gì mà về, tham lại mà đang cần thôi. Từ đứng kê đi. Đâu có bản đồ rồi, đâu nó vào từ chỗ nào để bảo biết đường để cần kê. Đây rồi. Xịt chém luôn. Đó, hai đứng nhà bắt chém 1-4 dần đi anh ơi. Vì sẽ ra lại 2L thôi. Chém luôn này, tươi quá. Thằng Nga đi. Vâng, mới chịu 3, đánh từ đâu bây giờ thế đấy. Vâng, 7 không, 0.7, ta bắn luôn đấy. Bắn luôn vặt nhất đấy. Rồi, lên rồi. Đây, đau. Ờ, đây, tăng Nga đây, tăng đi. Thế à, tiếp theo để thành lắm. Thằng Nga đã dùng tham lai 7x. Màu 2 thông tin bảo vệ đứng nhà chật được rồi. Đẩy một cái gì nó chết không? Vâng, kiểu gì nó đi ôm mình, ok. Để ta lắc sắc châu quần ra thôi. Không biết cái chém chạy đâu, anh Hào có bãi quả được ăn không ạ? Màu 2 tí mì kiểu có đẩy không? Em ơi, chém thế.
12 giờ đúng không? Hồi gì chưa đấy. Rồi, chúng ta màu 3 của lớp đang ngoáy lại nhà Thành Lắc. Cả màu 4 đang vào nhà Thành Lắc luôn. Cái này nó bổ đấy. Vâng, hai Thành Lắc là 1.7.7. Đang giật vui. Này, em ra thế. Vâng, 7 e luôn đấy. Đông đấy, đông đấy nhá. Rồi, cả màu 2 đến nhà Thành Lắc luôn. Thành Lắc bắt bàn. Bắt quân màu 4 này, à bắt quân màu 4 này. Bắt quân màu 4 này anh em ngoáy màu 2 đi. Giờ gặp màu 4 chưa? Rồi, tích quân tên này, người đấy. Vậy vậy. Màu 2 ngoài kìa. Mình đầu máu rồi. Đây cả màu 3 luôn. Đây nhà đội bạn 5 vàng, Thành Lắc tên này. Rồi, đeo bắn của anh Huy. Trừ nhà màu 2 một tên. Nhá. Ủa nhà nó xấu cực cái người, nhà nó lủng lắm. Và đeo máy cái thủ Thành Lắc. Đi về trước dân đi. Rồi, rồi bắt các bạn làm cái lớp 7. Tóm đi, tóm đi. Rồi bắt hết lạc đà về lớp nào. Báo về màu 3 chết hết rồi, chết cả lạc đà rồi đây. Báo về màu 2 chạy hết dân rồi. Bung nhà chính cho đào vàng nghe cho chúng tôi sợ đi. Bung ra đào vàng cho nó sợ dần đi gì. Rồi thắp dân khỏe lên, vẽ ruộng ra. 8-8 tịch cơ mà. Vâng, Huy phải giữ dân em nhá. 4-8 dân còn rất chán đời kìa, sao mình rất to đấy. Cái gì mà Hải ơi. Rồi ốp Thành Lắc. Đồng đấy. Đó, siêu đồng luôn. Rồi, lùi dân cho đây. Màu này gì ở màu 2 nó tất tay lên đây nhá, anh em có lấy màu 2 thì lấy đi. Đi bảo vệ lấy luôn. Cứ để giữ lại anh ơi. Kéo giãn nó ra là đấu rồi. Rồi đấu quân đội bạn. Đây màu 3 đây, vào đây. Vâng Hải ơi à. Gọi Hải ơi à. Nào đây có vào không? Em vào đây. Ở nhà kia. Vào đây. Vâng đây vô nhà lùi lên lại. Mặt này chúng ta còn quay xuống nữa cơ mà sao mình bắn. Có kìa, anh Thành bơm cho thằng Huy trong gỗ, có tay bơm cho thằng Huy trong gỗ. Để bắn màu 4 đi anh ơi. Đây, màu 2 đây. Rồi, xích cổ cho này. Và chơi. Chơi luôn đi. Đồng quá anh ơi. Rồi, chạy đi từ lớp này. Dần, lên dứ thôi, ở nhà nó chết rồi. Rồi, lùi lên trên đi, lùi lên trên đi. Rồi, các bạn đang phải nghe, bắt chung rồi, đúng không? Rồi, thằng Thái đang tụt, thằng Thái đang cao 4 rồi. Các bạn đang chạy quanh nhà rất nhiều nhưng mà chúng ta vẫn đang giữ dân, vẫn giữ quân, quân ở đây thôi. Quan trọng màu 4 to kìa, không nào đánh màu 4. Vẫn có thể sắp được quân đến Thành Lắc nhưng vấn đề là màu 4 chúng ta không đánh được. Màu 4 cầm cho thon mà. Đây, kìa. Càng thế. Bàn máy của anh Huy. Rồi đây màu 4 đây. Để màu 4 này nó cần map à. Vâng Lắc chạy đi, Lắc chạy đi. Màu 4 nó bay đấy. Và đến sao màu 1 nó vẫn to này. Vâng thảm bị đè mạnh. Màu 1 lại nở ra siêu to. Vâng mạnh hào tham lại 35. Ở bên mình vẫn còn tham đấy. 18 tham 19 thôi. Nó giữ được nhiều quân hay là cố giữ được không? Nó tham đè lại kìa. Đánh bay hàng màu 4 đi. Và tốt à Thành Lắc luôn anh em. Tham lại 38. Nó để cho son cân map à. Và Huy được nhiều lạc đà hơn nữa. Rồi nó về bắt Huy giờ này. Tham lại 27 rồi của anh Huy. Cảm ơn 2 về bắt giờ này. Vâng, căng thế nhở. Đây là Hào với tham lại 34. To màu 2 to, màu 4 giờ cũng to. Rồi, ra đây với trận chung kết thứ 2 với bạn rồi. Vâng. Nhà Thành Lắc xấu quá. Vâng, để Văn Nhất cho to này.
Huy không giết được mồ một. Để mồ một to này. À. Ờ, ra đến với trận chung kết thứ hai, đội bạn nó cay thật anh em. Ờ, cố gắng kết thúc luôn rồi bạn trong trận đấu này nào. Pho, Egypt, có Pho, có Egypt rồi. Và đội bạn là Hit Hit cho Sonia. Cần thôi. Mạnh Hào trận đấu này là người được cầm Pho. Và chúng ta có anh Huy là người được cầm AC. 98 là người được cầm Egypt thành lá cầm Min. Bên kia cái thủ bên lớp là người được cầm Hitty. Và Tuti là người được cầm IA. Và ông Văn Nhất là người được cầm cho Son và một Hitty nữa của game xi măng. Như vậy đội bạn hai Hitty trên tay xi măng về lớp. Chúng ta có 4 AC Egypt Min. Và đây là bài 4 của game thủ Mạnh Hào. Đầu cày Lắc sẽ dâng lời treo cái kia để cho AC và Egypt đánh cùng. Đánh đời 4 thì hot AC có bắn chặn. Đánh nhau với hot Hitty, đạp đôi Hitty cũng hơi khê. Chúng ta đạp đôi Egypt đây chỉ đạp. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ cố gắng đẩy đời ra thôi. Bên lớp trận này được cầm hit anh em ạ. Huy cho đầu tiên để cho bài phô của Yên Thu Mạnh Hào. Và đầu cánh chúng ta có 98 là người cầm Egypt vào đầu cánh này và đánh cung. Thành Lắc sẽ người được treo. Thành Lắc là người được cầm Minh Hoan. Dâng lời treo. Huy là người được cầm AC có đôi voi rồi, Huy đánh cung trận này. Bài Huy có vẻ đánh cung. Rừng thú đây, voi hiêu đây, hai rừng cạnh nhau luôn. Bầy hiêu thì đóng hết nhân đôi đấy, cả hiêu cả gỗ. AC Rian. Voi quay đầu, về nhá, quay đầu, cày thật. Làm vòng lưỡi giò tìm bãi quả nữa, bài mắc rồi. Bài này thì đánh cung đẹp luôn này. Có quả phụ Huy, bài Huy mắc rồi nhá. Tập trung đưa voi lên rồi. Rồi, còn voi đầu tiên đến với Huy đưa về chính mình. Còn voi thứ hai. Ba voi luôn này, rất tươi. Bài Huy đẹp đấy. Bốn voi rồi. Quan trọng là sẽ sắp xếp đội bạn như thế nào. Hai ít đi đẩy đầu cánh để thế thở thôi. Bạn thấy lắc được chưa? Vâng, bảo vệ bạn thấy lắc tạm tạm. Còn có bầy yêu bây giờ chính bầy yêu phụ và chắc có khoảng hôm nữa rồi. Bài Mạnh Hào cầm phô trong trận đấu này thì lát nữa lại thấy. Đây, bạn thấy lắc đây có khoảng phụ bầy yêu ở nhân đôi luôn. Minh Hoan. Có voi về. Bầy yêu bãi quả con voi. Hết đầu chính đôi. Có voi về là chính đôi rồi. Và đây là bài của Mạnh Hào, bài cầm phô này đánh đầu cánh, bầy hiêu.
Ớ, quả phụ à, đỏ thật. Vâng, thế bài quả đấy sớm ngon. Bài hào lại thách khỏe luôn. Vâng, thì 8 đến 8, 8 với 25 dân của Kodesian lên đời trong lực khỏe luôn. Đang ở ngoài kia rồi. Trong lực lắm anh em ạ. Ngay từ đầu đã lùa nhiều này về gần để đóng ép nhân đôi rồi. Ủa, thế thoải mái với cái phụ này. Bãi vàng ở trong em này chắc hở đúng không anh? VB ở đây chỉ luôn sang em bản đồ. Này có ý đồ là khung. Thì Mạnh Hào. Chào tất cả anh em nha. Hello mọi người. Anh em có một like share cổ vũ với Mạnh Hào và các game thủ trong team AI Sparta. Thầy Lắc xin giám anh Huy đây. Thầy Mạnh Lắc. Về lớp trên 2 dân. Và hit team 12% với video bạn. Và trên 2 dân đến từ cái thủ về lớp. Và đây cho BM, Mạnh Hào BL đóng bên ngoài này. BM, BL đó về hộ Di lên đời thôi. Di A lên đời thôi. Hào chặt ai kích trong đầu 10 nhưng mà lực khỏe. Và 10-30 Vì xoài thảm rất là kỹ rồi. Thì đội bảo của Di A mà tổ thủ Di Di lên đời thôi. Một ai kích vàng đến Mạnh Hào đóng luôn. Không giáp thôi. L2 luôn đến Mạnh Hào, chất chưa? Vâng, chất như nước cất đến từ Mạnh Hào. Vâng, báo về hit team màu 6 đầu cánh chỉ 8, chi mang như vậy đó. Bài 12% đến từ game thủ chi mang. Hit team đầu cánh 12% thì bài xấu lắm đấy. Vâng, chi 8 nó bị màu trắng trong luôn IA mà. IA dâng L cái bên kia. Đây màu 7 đầu cánh này nhá, nhất đầu dài. Cho son, đối đầu với phô, gần như không cửa rồi. Mấy lớp theo trong cánh này đấy. Mấy lớp trong cánh này. Làm thắng được con bò nha. Bài phô này Mạnh Hào khỏe anh em ạ. Màu 7 rất chắc lời, đang chạy ra Thành Lắc không nhìn thấy nhà của Mạnh Hào rồi. Bởi vì Thành Lắc ở ngay đầu nhà Mạnh Hào mà. Được 3 dân của người cầm cho son rồi. 2L. Vâng, thảm bài là 26 đến từ đối thủ Mạnh Hào. Ít màu 5 trong cánh Mạnh Hào rồi. 2L đến Mạnh Hào. Đây, bài cho son phía đối phương. Được 2 rồi, thêm 1 A và đóng lên thôi. Báo về màu 6, xi măng chui hốc. Ở trong trận thiếu này. 2L 1A thì Mạnh Hào luôn. Vào tìm về lớp cổ không? Vì có cung chưa? Đẩy ra nhà 98 đi. Chưa cung thì 98 bắt bổ. 98 bổ nóng quá. Vâng, chưa bánh xe được cái thủ 98. Đau quá. Vâng, chưa bánh xe. Chạm cái này thì đau quá anh em ạ. Nhà chính. Ôi chưa bánh xe. Chưa đau luôn đấy. Và đều về lớp thì đối thủ Mạnh Hào xe. Về lớp đã có bánh xe rồi. Đây về lớp đây. Cái kia về lớp không dẫy được với Mạnh Hào đâu. Kìa bơm cho màu 2 cái anh Hào ơi. Vên lớp đã bị vên lớp chém bạch bét luôn. Bá về tu ti cầm IA đã trên 6-7 dân. Ai có tay bơm gỗ cho Thành Lắc kìa.
Vâng, Mau Táng chạy cả dân ra nhà bên lớp này. Tu Ti chạy dân ra đây này. Rồi, về lớp này. Về lớp chết luôn đấy. Từ từ đang mất tay. 37E của Mạnh Hào nó quá rát. Về lớp còn chết yếu hơn 98 đấy. Về lớp bé hơn em luôn đấy. Thề luôn. Huy đâu rồi, quân ra đỡ nhà 98. Nhà chính kìa. Và đây mày thấy lắc có gỗ chưa? Và thấy lắc. Bắn đi. Nâng cái giáp 2 lên Huy ơi. Vâng, Tu Ti đây. Vâng, chém 98 khổ lắm rồi. Và bảo vệ là thành đang bắt được dân vào năm. Mày cần gì? Vâng, đây là máy cái thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào, tham gia được thủ là 34. Vâng, về lớp gần như là dẹo rồi đấy. Đôi bạn còn màu 6 đấy nhá. Hào đang bắt nốt màu 7. Vâng, Hào đang bắt nốt mấy cái xe màu 7 này, có cụ rồi đỏ. Đỏ luôn, ừ, đỏ luôn. Tham 31 đúng không anh Hào? Anh em búp đồ cho thằng 98 nó đỡ lại cái kia. Vâng, thằng anh Hào là 31 trong trận đấu này, đang bị màu 7 quấy lại. Và trong trận này anh sẽ giết màu 7 luôn. Mày láo này. Tù đỏ luôn. Huy cứ mang hết quân ra đứng nhà 98 đi Huy ơi. Và đây anh Huy là một bắt nốt chém màu 8. Thằng Chưa bánh xe đâu. Bắt nốt chém một Tù đi. Không, màu 6 nó đánh Huy nhá. Nó không đánh 98 đâu, nó ôm Huy này. Vâng, lùi lại đi, kéo quân về đỡ đi. 98 không, tầm này đừng hỏi 98 nữa, lấy đâu được quân. Sang đi, bắn đi, đỡ thoải mái luôn, cân đôi luôn, không phải sang đâu, em thủ nhà đi. Rồi, tham mình đè nhiều rồi. Rồi, 98 không phải vào đâu em ơi, thằng Huy bắt nốt. Ra bắt quân, đi vòng ra sau khi dừng này bắt luôn. Đây, sau khi dừng này bắt luôn. Gặp xe 48 đấy, chạy mất rồi. 67. Vâng, báo về màu 8 thổi phủ ở nhà. Đây, Mạnh Hào tham lại 33 đây, bài cầm phô đây. Và rất khỏe. Một mình anh chống mafia cánh này và đang cân đôi, chém chết bên lớp. Và bây giờ thì nhất đầu dài thì tuổi gì. Màu 6 nó tạt ra đây, Huy đuổi theo cung màu 6 đi, nó đẩy Hào này. Huy ơi, sang đi. Rồi, như vậy là. Vâng, Mạnh Hào không cần cứu. Huy dí đi. Đây, đang dí rồi, để Hào tự bắt màu 6 này. Mày đứng đây, đứng đây. Vâng, xích cổ luôn đây, Hòa ơi. Vâng, làm sao? Mày vào đây. Mày này, văn nhất với cả chúng tôi này. Vâng, giữ dân. Rồi, bắt hết cung R thôi, đứng lại. Làm sao? 5 con cung R rách của bài Hitty này đúng không? Cả màu 5 bên lớp dí Mạnh Hào nữa. Ba nhà đánh Mạnh Hào đấy. Vâng, 98 sẽ đẩy màu 6. Mạnh Hào đã giữ dân cánh này quá lâu và đội bàn quyết tâm là lấy 3 nhà đánh. Và đây là máy của game thủ 98 bắt đầu bắn lại với tham lai 40 rồi. Đang đánh màu 6 đây rồi. Không phải vội. Trong đó đây là máy game thủ anh Huy. Huy đánh màu 8 đi rồi. Ôi ôi, anh Tu Ti ơi. Tu Ti ơi. Vâng, chạy đi. Quýt chưa. Vâng, tao này đấm cho nát gáo luôn em. Màu 8 đã fit, bây giờ xích cổ luôn, xích luôn. Đứng lại. Rồi, ôm cho màu 6 đã xong rồi. Rồi, bây giờ quay lại đấm màu 6 đi chị đám này. Bắn kìa. Rồi, đây, bỏ qua luôn này. Và tôi tuyên bố là tôi ốp màu 6 đây. Vâng, tôi tuyên bố là tôi ốp màu 6 luôn tên này đấy. Nào, các bạn có đỡ được không? 98 lên rồi, bảy vào, xích cổ lại, không phải chạy chị đám, đứng im. Đứng đi, không phải chạy nữa. Vâng, 7E. Rồi, chạy đi đâu? Quýt. Vâng, chạy đi đâu? Xích cổ hết lại. Bên lớp này, xi măng này. Đây, chạy hộ tôi cái. Vâng, quýt chưa? Ôm chết luôn góc màu 6 này. Vâng, anh Hòa ơi, hô lên anh Hòa ơi. Bình luận đi. Lên lên ra kìa. Rồi, vào đây. Vâng, tầm này đang bận. Rồi, ôm chết màu 6 tên này. Vâng, màu 5 về cứu á, màu 5 về cứu đấm cả màu 5 luôn. Màu 8 về cứu đấm cả màu 8 luôn. Nào đâu, cứu đâu.
Vâng, ra 4 tầm xa 7 cộng 2 rồi. Tầm này thì vô địch thiên hạ rồi. Vâng, cả Thành Lăng ở đây. Ờ, chỉ đá bóng ba này. Chơi đi, đấu đi Vin. Tơn sau kìa. Vâng, các bạn tơn sau kèm có cả phù đấy, bắn phù đi. Vâng, bắn đi, chỉ đá bắn đi. Ủa trời, thoải mái đi. Đưa đi. Và đội bạn đã thủ trận lực cho cái hốc của người cầm bóng 6. Nhưng ta này thủ kiểu gì. Vâng, thôi. Vâng, Mạnh Hào phải chát đấy. Thôi. Vâng, nhậu đi. Vâng, vẫn đang cố gắng đỡ đến đội đội bạn nhưng quýt rồi. Và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 3 để cho chúng ta. Vâng, 2-1 về C trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh Lắc ơi, đăng nhập Facebook em chuyển view phát. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 4 anh em ơi. Chờ đợi trận đấu thứ 4 thôi. Tôi biết rồi, từ từ em lên kênh ngay. Đây anh ơi. Được chưa anh em chờ tí nhá. Không. Phê duyệt em phát anh Đăng. Phê duyệt cho vào cái. Lạc thế. Nó vẫn chưa được anh Lắc ơi. Chưa được. Đầu cái mai em cái. Em nhắn tin đấy có cái mã đấy. 857 483. Chia tay em, chia tay Hoàng Hồ đấy à? Cứ con thường nó một đấy. Hệ hơi bị rát đấy. Cái gì đấy? Chuyển gì đấy? Chuyển gì đấy? Chào anh em nhá.